Chương 53, địa bộ của Đức Bà lúc hiện ra. Cho cha biết đi, Vika, khi Đức Bà hiện đến, đôi mắt của người nhìn về đâu? Trước hết, Đức Bà nhìn về phía chúng con. Chúng con là ai vậy? Thưa, chúng con là các thị nhân. Sau đó, người nhìn những đồ vật trên bàn và người chúc lành. Và sau đó? Sau đó, người nhìn lại chúng con và bắt đầu ngỏ lời. Người nhìn từng người các con cùng lúc à? Dĩ nhiên. Làm sao như thế được? Đây nhé, cha nhìn con, và như vậy, cha không thể nào nhìn ai khác cùng lúc được. Cha ơi, cha đâu phải là đức trinh nữ. Và nếu có ai trong các con đặt câu hỏi? Thì lúc ấy, người nhìn người đặt câu hỏi đó. Và nếu tất cả các con đặt câu hỏi cùng một lượt thì sao? Thì người nhìn tất cả chúng con. Cha không hiểu. Thế cha muốn con làm gì đây? Ngay chính con cũng chẳng hiểu. Nhưng mà nó là như thế đấy. Chấm hết. Có bao giờ Đức Bà nhìn người khác không? Người thường nhìn những người ở quanh chúng con. Thỉnh thoảng Đức Bà nhìn bên nọ, bên kia chứ? Vâng, có. Người có nhìn lên hướng về trời không? Con không nhớ rõ. Đức Bà nhìn qua bên nọ, bên kia lúc nào? Khi muốn dùng ánh mắt nhìn để chỉ cho chúng con cái gì đó. Có một lần, người chỉ cho chúng con thấy một người do thám. Lần khác, một nhân vật vô hình tên tuổi. Nếu người chúc lành cho ai, người cũng nhìn người ấy. Thí dụ như khi những khách thành hương ở xứ Paradin đến Mễ Du, hoặc là một vị linh mục trước kia có nguyện 10 kinh kính mừng cho các thị nhân chúng con, Đức Bà quay sang phía Ngài và nói với chúng con, các con nghe đấy, nhưng ai đâu mà kể cho hết được. Như vậy, khi Đức Bà nói với ai, hoặc nói về ai, thì người nhìn vào người ấy. Chính xác. Thế lúc Bà biến đi thì sao? Thì người nhìn chúng con. Nhìn sao được, vì Đức Bà quay lưng đi. Người không quay lưng với chúng con, lúc đến cũng như lúc đi, Đức Bà nhìn chúng con. Và đôi cánh tay của người để như thế nào khi hiện đến? Người luôn mở rộng cánh tay, như vậy nè. Như vậy là hai cánh tay của người mở rộng ra với hai lòng bàn tay ngửa lên trên phải không? Vâng, thường là thế. Nhưng lòng bàn tay không hoàn toàn ngửa lên trên. Thế còn lúc Đức Bà nguyện kinh với các con? Hai cánh tay người mở ra. Thế còn khi nào các con đọc kinh lại cha? Lúc ấy, hai lòng bàn tay người ngửa lên trên. Và lúc Đức Bà hát với các con? Hai cánh tay vẫn giữ nguyên vị trí ấy. Có khi nào Đức Bà làm cử chỉ bằng bàn tay không? Không bao giờ, không bao giờ. Khi khiển trách người nào, Đức Bà có cử chỉ nào? Như thường. Thế lúc người biến đi, thì thế nào? Cũng giống như là lúc đến. Còn con nói với cha là đôi tay của Đức Bà giang ra một cách khác khi người cầm cây thánh giá. Vâng, hai cánh tay người giang thẳng ra đằng trước, hai lòng bàn tay ngửa lên trên, và cái thánh giá đặt ở trên hai cánh tay. Ngón tay của Đức Bà có móng không? Có chứ. Móng tay màu gì? Màu thường thôi, nhưng thanh hơn và sạch hơn móng tay của chúng ta nhiều. Móng tay Đức Bà có sơn bóng không? Cha đừng nói đùa. Có khi nào người chấp hai tay lại không? Đôi lần khi chúng con đọc kinh sáng danh. Đức Bà đứng trên cái gì? Dưới chân người không có cái gì nâng đỡ cả. Người lướt đi trên không và đôi chân người thường là ngang tầm với đầu chúng con khi chúng con quỳ gối. Luôn luôn là như vậy hả? Vâng, trừ ra khi người hiện đến với chúng con từ xa.
Chương 54. Dung nhan Đức Bà lúc hiện ra. Này Vít Ca, những tâm tình nào lộ ra trên khuôn mặt của Đức Bà trong các lần hiện ra? Biết nói thế nào đây, Chung Chung thấy người khá vui vẻ. Luôn luôn là vậy à? Không phải luôn vậy, các ngày lễ lớn thì người vui vẻ, hớn hở hơn. Điều mà cha không hiểu là tại sao người tỏ vẻ âu sầu trong ngày lễ trọng nhất của người, lễ vô nhiễm nguyên tội. Con còn nhớ chứ, hồi năm 1981, Đức Bà cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi cho loài người. Đức Bà lơ lửng bên trên một đám mây, bụi tro và bóng tối. Theo như con nói, người không ngưng cầu nguyện và không đáp trả các câu hỏi của các con. Đức Bà chỉ mỉm cười với các con trước khi biến đi, nhưng nét mặt không tươi vui như mọi khi. Cha đã không quên một chi tiết nào hết. Mọi sự xảy ra y như lời cha nói. Qua ngày mai và ngày sau nữa, Đức Bà nói với các con về tội lỗi. Thật kỳ lạ, là sao người lại chọn ngày lễ trọng này để nói về tội lỗi? Phải chăng là để cho chúng ta thấy tội lỗi càng ghê tởm hơn nữa nhân ngày lễ đó chăng? Có lẽ vậy. Dịp lễ vô nhiễm nguyên tội năm 1982, Đức Bà mặc khải cho Ivanka và Jacob bí mật thứ 9 mà nghe người ta nói là khủng khiếp lắm. Việc đó xảy ra đúng vào ngày người ta khởi sự làm tuần thứ nhật mừng lễ Đức Bà vô nhiễm nguyên tội. Vào chính ngày lễ đó, Đức Bà đã tỏ cho con bí mật thứ 8, là bí mật cũng chẳng vui gì. Còn mời quy trà là bí mật thứ 9 năm ngoái, năm 1982, và năm nay, năm 1983, cha có dự buổi hiện ra và cha đã có thể thấy được việc mặc khải bí mật phát sinh ra hậu quả thế nào trên Ivanka và Maricha. Vừa lúc cha nói với Maricha để kêu em con sợ hả, thì em đã trả lời ngay, cha cũng vậy, cha cũng phải sợ nếu cha nghe được bí mật đó. Nhưng kể cũng lạ thật là Đức Bà lại chọn ngày lễ này, ngày lễ thân thương đối với chúng ta như vậy, để vén màn bí mật của những điều nghiêm trọng đến thế. Con đã nói với cha là con không biết tại sao. Có lẽ Thiên Chúa và Đức Bà muốn nhấn mạnh đến sự trong sạch thanh khiết mà chúng ta đã được mời gọi thực hiện, nhưng chúng ta đã làm ra ô uế vì tội lỗi của mình. Con có thấy Đức Bà khóc không? Không, không khi nào. Trong những ngày đầu, Đức Bà khóc khi người hiện ra cho Maricha trên đường em trở về nhà. Chính Maricha có nói với cha như vậy. Maricha cũng có kể chuyện ấy cho chúng con, nhưng đây con chỉ nói cho cha những gì chính con đã sống. Chưa bao giờ con thấy Đức Bà tỏ ra nghiêm nghị cho bằng cái hôm có người đã lớn tiếng buông lời lộng ngôn. Vụ này xảy ra vào những ngày đầu tiên, nét mặt Đức Bà bỗng biến sắc trở thành u sầu, và ngay lúc ấy, người đã biến đi, nhưng sao người đã trở lại? Chương 55. Tình mẹ ủi an. Vít ca này, cha biết
là Đức Bà thường hay quở trách các con. Các con thấy khổ sở lắm nhỉ? Vâng, nhất là hồi đầu, lắm lúc chúng con phát khóc lên. Và lúc đó Đức Bà làm gì? Không ai hiểu được người như chúng con. Lập tức ngay lúc đó, người nói thêm mấy lời và mọi sự đều lại tốt đẹp. Có bao giờ người đe dọa hình phạt nào không? Không bao giờ, theo như con biết. Lạ thật. Có gì đâu mà lạ hở cha. Đức Bà biết chúng con hãy còn là con nít và chúng con không hiểu biết gì cho lắm. Người có khích lệ và củng cố tinh thần các con để giúp các con bền chí và gìn giữ các con khỏi phải sợ hãi không? Người luôn luôn khích lệ chúng con, nếu không làm sao chúng con đủ sức mà bền chí được. Lúc đầu chúng con thường hỏi người là chúng con có sức chịu đựng nổi hết mọi sự khó không? Người luôn đáp, có, các thiên thần của ta. Và các con tin người? Làm sao không tin được, vì chính là Đức Bà nói mà. Người còn ban cho chúng con có sức để tin người. Ít ra đó là trường hợp của con. Sao mỗi ngày gặp gỡ, con lại cảm thấy mạnh mẽ hơn. Con không hề sợ gì hết. Thí dụ? Trong vài trường hợp, người báo trước cho chúng con là hãy cẩn thận, hãy làm như vậy với dân chúng, với quyền chính quyền. Quả là một người mẹ thật. Hơn nữa, một người mẹ quá đỗi đáng yêu và đầy khôn ngoan. Con nói rõ hơn được không? Mẹ cảnh giác chúng con đề phòng những tên do thám, những bản xấu. Mẹ bảo chúng con nên coi chừng những lời kích bác, đừng để ý đến những sứ điệp giả dối. Nhưng vấn đề quan trọng hơn cả là thì con không được phép nói. Thế khi Đức Bà nói với các con, ngày mai các con hãy đến đây một mình, ấy là người muốn nói gì? Đó là những lần tiếp xúc với Đức Bà tuyệt diệu nhất. Có khi nào người nói với các con, người là mẹ của các con không? Thưa có, người là mẹ chúng con, là mẹ của cha, là mẹ của mọi người. Sao lại là mẹ của mọi người? Người nói nhiều lần người là mẹ của tất cả mọi người, chỉ có loài người tự chia rẽ với nhau. Là con cái Thiên Chúa, thì chúng ta cũng là con cái của Đức Bà nữa. Chương 56, trước và sau khi hiện ra. Hãy nói cho cha đi, Vika. Các con cảm thấy gì ngay trước khi gặp Đức Bà? Vâng, luôn luôn cái cảm nghĩ tuyệt vời đó. Cho dù là đã ngàn lần gặp gỡ à? Không diễn tả nổi, phải sống điều này mới hiểu được. Tuy con vẫn biết được trước sự việc xảy ra đến như thế nào mà. Không thể giải thích được, như thể là trời mở ra trước mặt cha vậy. Cặp mắt đó, nụ cười đó, tình âu yếm đó, giọng nói thì thầm đó, ôi thật là tuyệt vời. Còn các em kia, chúng cảm thấy như thế nào? Con nghĩ là họ cũng gần giống như con vậy. Cha không nghĩ như vậy. Khi cha quan sát các con, trong lúc các con xuất thần, cha thấy có một vài nét mặt không có gì thay đổi.
không phản ảnh một chút sáng láng nào, hay chút dấu hiệu cảm động nào cả. Vẫn tỉnh bơ, lạ lùng, có lẽ là tùy vào tính nết của mỗi em. Quả thật, Maria có nói với cha là con giữ bình tĩnh, nhưng còn sống những giây phút ấy một cách cực kỳ mãnh liệt. Em này cũng có cảm tưởng là mình được đưa lên trời. Có lẽ điều đó cũng là từ Đức Bà mà đến, chứ còn từ ai khác được. Các con có cảm thấy thế nào khi Đức Bà đi rồi, như các con vẫn nói? Lúc ấy giống như là một cái gì đứt lìa khỏi tim con không thể cắt nghĩa được. Cho đoán được điều đó, tối qua, khi thấy thái độ của con, lúc con thốt lên, bà đi rồi, một lời phát ra y như một tiếng thở dài. Và nếu con không biết là ngày mai sẽ còn được gặp lại người nữa, thì thật con sẽ buồn khổ không biết ngần nào. Thế mà điều đó có ngày sẽ đến thôi. Thật vậy, nhưng con không thích nghĩ đến đó, Đức Bà cũng sẽ giúp cho chúng con chịu đựng được điều đó nữa. Đức Bà sẽ giúp các con như đã giúp mà Gia Nà khi người ngưng không hiện ra cho em này nữa. Thiên Chúa sẽ để mắt trông nom chúng con một cách khôn ngoan. Còn các em khác, chúng cảm thấy gì? Con không biết, con không hỏi các bạn ấy. Maria nói với cha là em cũng cảm thấy hầu giống như vậy, cả Ivanka cũng thế. Hai em trai hình như cứng cỏi hơn và ít nhạy cảm hơn. Phần 7. Những chi tiết đáng lưu ý. Chương 57. Đức Bà yêu mến Đức Giáo Chủ. Vào đầu tháng 11 năm 1981, Đức Bà có hôn Đức Giáo Chủ. Chuyện đó là như thế nào? À vâng, đó là tại nhà Maria trong một buổi hiện ra. Có mấy thị nhân thấy chuyện đó? Con nhớ rõ lắm, đó là ngày Chủ nhật và chúng con đều có mặt. Trừ Ivan và Maria, chúng con thường họp nhau lại ban chiều để nghe Đức Bà. Rồi sao? Chúng con bắt đầu cầu nguyện như thường lệ và Đức Bà đã hiện đến. Một tay Đức Bà cầm bức ảnh của Đức Giáo Chủ. Ảnh nào? Ảnh treo trên tường trong phòng đó. Các con có thấy Đức Bà tháo bức ảnh không? Không, khi Đức Bà đến, chúng con không thấy bức tường. Chúng con chỉ thấy Đức Bà và bức ảnh trong tay người. Con nói là Đức Bà hôn bức ảnh này. Đức Bà có nói với các con tại sao không? Người chỉ nói với chúng con, chứ không nói với Đức Giáo Chủ. Đức Bà nói gì với các con? Con không nhớ đích xác nữa. Người hỏi chúng con có biết là hình ai đây không? Và tại sao người hôn cái ảnh đó? Còn các con trả lời sao? Không gì hết. Thế rồi, người nói với Đức Giáo Chủ là cha của chúng con và là cha của hết mọi người. Bức ảnh này bây giờ ra sao? Nó còn ở lại trong nhà Maria vì Đức Bà có nói là phải giữ nó lại. Người cũng có nói là phải cầu nguyện cho Đức Giáo Chủ. Các con thấy Đức Bà với Đức Giáo Chủ lâu không? Thưa không, chỉ một chút xíu khi bắt đầu cuộc hiện ra. Đức Bà có nói lại với các con về Đức Giáo Chủ không? Có, khi Ngài bị thương. Đức Bà nói gì với các con?
Người nói là kẻ nghịch của Ngài, muốn giết chết Ngài, nhưng Đức Bà đã che chở Đức Giáo Chủ. Đức Bà có cho các con thấy Ngài không? Có, chúng con thấy Ngài từ đầu đến chân. Thấy Ngài như thế nào? Bị thương, mình đầy máu phải không? Ngài không bị vấy đầy máu, nhưng Ngài khá yếu mệt. Ngài không có mặt lâu ở với Đức Bà. Một chút lúc đầu thôi, rồi sau đó Ngài biến đi. Rồi sau đó, Đức Bà có nói gì lại về Đức Giáo Chủ không? Con không nhớ nữa. Cha không thể tưởng tượng là chúng con mau quên như thế nào. Mỗi ngày, biết bao khuôn mặt mới, biết bao là biến cố mới. Đức Bà có trao cho các con các thông điệp gửi đến Giáo Chủ không? Con không biết, có lẽ là qua trung gian một ai đó. Đấy là những mối quan hệ của Đức Bà với Đức Giáo Chủ. Thế còn với Đức Giáo Mục thì sao? Con muốn không nói gì hết. Người ta đã kể nhiều điều sai lầm. Đức Bà không chống lại một giám mục nào cả, cho dù là khi có một vị trong họ sai lỗi. Ai cũng biết là mọi người đều có thể sai lầm. Nhưng mọi người đều biết là có sự việc hiểu lầm giữa các thiện nhân các con, nhất là con, và vị giám mục của chúng ta. Đúng, nhưng người ta phóng đại nhiều quá. Con nghĩ là rồi mọi sự sẽ được sáng tỏ và quên đi. Ừ, với điều kiện là có ý muốn quên đi. Con làm theo khả năng của con. Đã từ khá lâu con cầu nguyện theo ý này. Có phải con nghĩ đến lời kinh người ta đọc trong nhà thờ không? Thưa, riêng con cũng cầu nguyện nữa. Kể cho cha nghe một chút coi. Tốt hơn là cha hãy yêu cầu điều đó nơi những người cùng cầu nguyện với con. Ai là người cùng cầu nguyện với con? Chúng con có khoảng từ 10 đến 15 người. Các con cầu nguyện ở đâu? Các ngày thứ tư hàng tuần, chúng con cùng nhau đi lên Barbado, và các ngày Chủ nhật thì đi lên Rizabab để cầu nguyện cho Đức Giám Mục chúng con. Các con có nêu đích danh Ngài ra trong lời cầu nguyện đó à? Vâng. Ai xướng kinh? Nếu cha muốn biết, thì ấy là Vika, cô gái đáng sợ này. Đáng thật là một điều mới mẻ đối với cha. Các con đọc kinh những kinh nào? Luôn luôn là đọc 7 kinh lại cha, Trần Hạt Chúa Giê-xu và còn vài kinh khác nữa. Trần Hạt Chúa Giê-xu nào? Trần hạt mà Đức Bà dạy chúng con đọc, 7 kinh lạy cha, vài bài hát, vân vân. Các con đi lên đấy vào giờ nào? Vào lúc xế chiều, trước khi đi nhà thờ. Còn ngày Chủ nhật? Ngày Chủ nhật chúng con trèo lên Zizabab. Ở đấy chúng con cầu nguyện nhiều hơn, vì là ngày Chủ nhật chúng con có thời gian hơn. Ở đấy chúng con lần hạt mân côi của Đức Bà đủ 15 màu nhiệm, và chúng con ca hát vài bài hát. Ai trèo lên núi Krasovac? Thì cũng là những người như ở Papado, đôi khi có thiếu một người, nhưng theo nguyên tắc, chúng con hết thảy đều có mặt ở đấy. Đường thì xa, vậy các con làm gì khi đang trên đường? Chúng con cầu nguyện, cứ đến mỗi chặng đường thánh giá, thì chúng con đọc 3 kinh lạy cha, 3 kinh kính mừng và 3 kinh sáng danh. Như vậy, thời gian qua mau, chúng con dâng bấy nhiêu kinh để chỉ cho Đức Giám Mục chúng con, hầu xin Thiên Chúa phù hộ Ngài cai quản tốt giáo hội Herzegovina. Vả lại, Thiên Chúa biết Ngài cần gì. Do đâu mà các con có ý kiến này? Vào những ngày tháng sau này, Đức Bà nhấn mạnh là phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho các giám mục và linh mục. Thế là chúng con đã quyết tâm làm việc này. Marisa có nói với cha là em thường cầu nguyện theo ý này. Có nhiều ngày, em chỉ cầu nguyện theo ý này mà thôi. Con biết mà, đôi khi chúng con ăn chay cũng vì lý do đó.
Chúng con cũng quyết định mỗi ngày đọc 7 kinh Lạy Cha và một tràng hạt mân côi cho ý này. Con chưa bao giờ nói cho cha về việc ấy. Thiên Chúa và Đức Bà biết là đủ. Chương 58, Thấy Thiên Đàng và Hoàng Ngục. Con nói với cha là vào ngày lễ các thánh năm 1981, Đức Bà có cho con thấy thiên đàng. Các con lúc ấy tất cả đều có mặt, trừ Ivan. Con có ghi vào sổ tay, thiên đàng có một vẻ đẹp khôn tả với vô số thiên thần và người ta. Khi các con hỏi Đức Bà tại sao người lại tỏ cho các con thấy sự đó, thì người trả lời, ấy là để cho các con được thấy những gì đang chờ sẵn những ai sống trung thành với Thiên Chúa. Con cũng có đi thêm, và vào dịp này, Ivanka được thấy mẹ ruột của bạn ấy, và còn thấy một phụ nữ nữa mà bạn ấy quen biết. Thế còn con? Con có được thấy người nào mà con quen biết không? Thưa cha, không ai cả. 4 ngày sau, con cứ ghi trong cuốn vở của con là trong một buổi hiện ra, Đức Bà biến đi và Hòa Ngục liền hiện trước mặt các con. Chính con, Maria và Jacob là những em được thấy hiện tượng này. Con có ghi lại, thật là ghê sợ, giống như một biển lửa. Ở đấy, có không ít người đâu, tất cả đều đen như quỷ. Ở giữa, còn có thấy một phụ nữ có mái tóc vàng dài và có sừng. Lũ quỷ nhảy nhót xung quanh người phụ nữ này. Con mô tả theo khả năng của con, nhưng không thể tả được. Đức Bà có nói tại sao người cho các con thấy sự ấy không? Có chứ, ấy là để chúng con biết những gì đang chờ những ai phải xa xuống đấy. Con và cha có, hai con lại thấy một thị kiến khác về thiên đàng và hoàng ngục. Và dịp này, Đức Bà có đưa hai con đến một chỗ nào đó để tỏ cho hai con thấy hai nơi này. Vậy hãy kể thêm chi tiết cho cha nghe đi. Việc này xảy ra 15 ngày sau lần khi thị kiến thứ nhất. Nói trên đây, hôm đó Jacob và con ở Kirtland và trở về nhà lúc 15 giờ. Sau khi ghé lại nhà con một chốc, con đã đưa Jacob về cho mẹ em. Rồi sau đó? Lúc đó mẹ của Jacob vắng mặt. Một lát sau, Đức Bà hiện ra trước mặt chúng con. Người nói với chúng con, người khen Chúa Giê-xu. Một lời chào quen thuộc trong các làng người khác. Rồi người nói thêm là, người sẽ dẫn đưa chúng con lên trời. Chúng con phát sợ, và có bắt đầu khóc và la lên, mà nói với con là mẹ em chỉ có một mình em thôi, là em không thể về trời được, và một mình con phải đi lên đó mà thôi. Còn Đức Bà thì thế nào? Đức Bà không nói gì hết. Lúc ấy, chúng con đang còn quỳ gối, Đức Bà đã đến giữa hai chúng con, mặt người hướng về chúng con, người cầm tay chúng con và chúng con đã bắt đầu được nhấc lên cao. Tại đấy, ngay trong nhà ư? Vâng, đúng vậy. Khi lên cao, xuyên qua trần nhà, ngôi nhà biến mất và chúng con đã bắt đầu đi xa dần. Ở đâu?
Con không biết, hình như chúng con đi lên trên đó. Chúng con có sợ không? Cha thử tưởng tượng xem, nhưng chúng con không có thời giờ để nghĩ đến chuyện đó. Chúng con đã mau chóng tới thiên đàng. Các con có còn thấy trái đất không? Thưa, thoạt khi chúng con vừa bắt đầu được nhấc lên cao, thì trái đất đã biến mất. Ai nói các con đó là thiên đàng? Dĩ nhiên là Đức Bà rồi. Trong khi Đức Bà dẫn chúng con lên trời, thì như con đã nói, người quay mặt về phía các con, thế còn sau đó thì thế nào? Khi Đức Bà cho chúng con thấy thiên đàng, bà quả ngục, người nhìn về cùng một hướng như chúng con. Thiên đàng trông ra sao? Cha muốn con nói gì đây? Sau này, khi đọc Thánh Kinh, con có đọc thêm một đoạn trong thư Thánh Phaolô. Những gì mà con mắt loài người không hề thấy và tai không hề nghe, thế đấy, Thánh Phaolô đã nói tất cả. Tuy vậy, cho cha biết tại sao Đức Bà cho con thấy sự ấy. Con vừa mới nói là không có lời nào để mà tả, thật là kinh khủng và không tả xiết. Tất cả đều trang hòa trong ánh sáng huy hoàng. Nào là người, nào là hoa, nào là thiên thần, tất cả đều tràn đầy hân hoan khôn tả. Tim con hầu như muốn ngưng đập khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Còn thiêu khít của thiên đàng ấy. Cha muốn con nói cho cha thế nào đây? Thiên đàng có giới hạn không? Cũng có, mà cũng không. Giống như khi cha đến gần biển, nơi mà cha đứng thì thấy có một giới hạn, nhưng đằng trước cha thì không còn thấy đâu là biên giới cả. Đấy, hơi hơi giống như vậy đấy. Theo như người ta kể lại, con có nói đến một cái cánh cửa. Nơi chúng con đứng với Đức Bà thì giống như có một hành lang với một cái cửa. Trước cánh cửa này có một người đàn ông đứng. Đức Bà nói với chúng con là không phải tất cả mọi người đều có thể vào đấy, cả ở đấy nữa. Cũng cần phải có một thứ như thể giấy thông hành. Mỗi người phải đi ngang qua một hành lang. Tất nhiên, Đức Bà đã cho các con thấy thiên đàng dưới một hình thức dễ hiểu đối với các con. Vậy người có còn cho thấy điều gì nữa không? Thưa có, thấy luyện tội và quả ngục. Nơi nào Đức Bà cho các con thấy trước? Thưa nơi luyện tội, đó là một khoảng không gian âm u và lầy bóng tối giữa thiên đàng và hỏa ngục. Nơi này phủ đầy một thứ tro, nơi này cũng kinh khiếp lắm. Ai nói cho các con đó là luyện tội? Đức Bà chứ còn ai? Người có nói với các con điều gì không? Đó là nơi mà các linh hồn được thanh luyện, phải cầu nguyện nhiều, rất nhiều cho họ. Con có thấy ai không? Không, không ai cả, cũng chẳng nghe gì hết. Xem ra, nó có hình dạng một ngôi mộ lớn. Vâng, hơi giống một chút, khiếp lắm. Một chữ đó cũng đủ. Sau đó, Đức Bà dẫn các con đến hoàng ngục à? Vâng. Chúng con đã nói đến hồi nãy rồi, nào là lửa, nào ma quỷ, nào những con người trong ghê tởm, tất cả đều có sừng, có đuôi, hết thảy họ giống như là ma quỷ, họ đau đớn quằn quại, xin Thiên Chúa gìn giữ chúng ta khỏi xa vào nơi này. Con có nhận ra được ai không? Không, nhưng con lại thấy lại cô gái có mái tóc vàng đó. Cô đau đớn quằn quại trong lửa, ma quỷ quay quanh cô, kinh hãi quá. Và khi các con đã thấy tất cả cảnh ấy thì... Thì chúng con đã trở về lại mặt đất. Đức Bà nắm lấy tay các con và đưa các con xuống đất trước mặt nhà. Không, người đặt chúng con vào trong nhà Gia-cốp, nơi mà từ đó người đã đưa chúng con đi. Từ trên kia đi thẳng xuống à? Thưa trực tiếp, thẳng xuống nhà bếp của Gia-cốp. Có ai thấy khi Đức Bà đem các con xuống không? Không,
Mẹ của Jacob lúc ấy đang ở ngoài nhà, bà đang đi tìm em ấy. Thế, còn Đức bà? Đức bà để chúng con xuống rồi chào chúng con và biến đi. Còn các con? Từ từ, chúng con làm quen lại với đời sống thường nhật. Mặt mày Jacob bơ phờ và mệt mỏi, nhưng em cũng khá mau hồi phục. Còn con thì sao? Con không biết mình giống cái gì, nhưng con trở lại bình thường khá nhanh. Ai là người đầu tiên thấy hai con? Thưa, là mẹ của Jacob. Bà hỏi là chúng con trốn ở đâu, vì bà đang đi tìm chúng con khắp nơi. Khi bà thấy sắc mặt của Jacob, bà đã bắt đầu khóc, nhưng rồi mọi sự cũng ổn cả. Con có kể cho bà ấy những gì vừa xảy ra không? Chắc chắn rồi. Những người hàng xóm đến và chúng con đã kể lại sự kiện đó cho mọi người nghe. Thế họ có tin không? Có chứ, bởi vì nét mặt chúng con lộ ra cho thấy là cái gì khác thường đã xảy đến với chúng con. Đức bà có cấm các con tiết lộ điều đó không? Trái lại, người bảo chúng con nói ra, nếu không thì tại sao người lại tỏ ra cho chúng con thấy làm gì? Thời gian kéo dài bao lâu kể từ khi các con cho đến khi trở về? Con nghĩ là khoảng 20 phút. Chương 59, cuộc đời của Đức bà. Đức bà thuận cuộc đời của người cho các con và xin các con ghi lại. Vậy ai trong các con làm việc đó? Theo như con biết thì tất cả trừ Mariana. Đức bà có kể cho tất cả các con cùng một đoạn không? Con nghĩ là người bắt đầu kể cho Ivan. Cha đã phỏng vấn các con riêng từng đứa một. Sau đây là những ngày, tháng, năm đã được ghi nhớ. Đức bà bắt đầu kể đời người cho Ivan ngày 22 tháng 12 năm 1982, đã kể hai lần và kết thúc vào ngày 22 tháng 5 năm 1983. Lấy Chúa Thánh Thần hiện xuống cho mấy đứa khác thì người bắt đầu kể vào ngày 7 tháng 1 năm 1983. Với Ivanka thì Đức bà kể chuyện đời mình mỗi ngày, từ ngày đó cho đến ngày 22 tháng 5 cùng năm ấy. Với Jacob, người kết thúc sớm hơn một chút, nhưng Jacob không muốn nói cho cha nghe về chuyện đó. Cha không biết tại sao. Ngày 17 tháng 7 năm 1983, Đức bà kể xong cuộc đời của mình cho Maria đối với con, như người ta biết. Thì lại khác, Đức bà đã khởi sự thuận cuộc đời của người vào ngày 7 tháng 1 năm 1983 như với mấy em kia, và người vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Đối với Maria, có gì khác không? Maria có nói với chúng con đôi chút về chuyện đó, nhưng con không hiểu mấy. Đức bà chỉ kể chuyện đời mình cho Maria khi nào em này đến Mễ Du, và dựa vào các lần hiện ra cũng như các con vậy. Trong các lần hiện ra tại Monster, thường diễn ra ở trong nhà thờ dòng Phan Sinh, Đức bà cầu nguyện với Maria cho các tội nhân được ăn năn thống hối. Ngoài ra, không có gì khác. Trong thời gian Maria ở lại Mễ Du, Đức bà có nói vắn tắt với em về những gì mà các con đã được nghe khi em này vắng mặt. Và sau đó, Đức bà tiếp tục
phận đời mình cho em này nghe, cũng như cho tất cả các con. Vậy cha muốn gì đây? Đức bà biết rõ điều người làm. Đức bà có nói tại sao người làm như vậy không? Người có bảo chúng con hãy ghi tạc điều đó vào ký ức và hãy chép lấy, sẽ đến lúc mà các con có thể kể lại cho người khác. Ivan, cho biết Đức bà bảo em không buộc phải ghi chép. Tuy vậy, em này cũng ghi lại những gì em thấy quan trọng. Đó là việc của bạn ấy, còn Ivanka, bạn ấy có phương pháp riêng để ghi chép. Có lẽ Đức bà có dạy cho em này một phương pháp ghi bằng số hóa. Như lời em nói, đã nhiều lần, cha đã cố gắng biết hơn một chút, nhưng không được. Cha có xin Ivanka cho cha xem những lời ghi bằng số hóa này. Dù nhìn từ xa, nhưng em đã trả lời là Đức bà không cho phép. Chính em cũng không biết mấy lời ghi này sẽ dùng để làm gì. Chúng con cũng chịu thôi, Đức bà đã thu xếp tất cả chuyện này. Cha lấy làm lạ là Đức bà vẫn chưa thôi thuận lời mình cho con. Cả con nữa cũng không hiểu, nhưng Đức bà thì có. Việc đó sẽ còn kéo dài bao lâu? Cả việc này nữa, con cũng không biết. Như cha đã bảo con đã thư hỏi Đức bà một lần, nhưng thay vì trả lời, Đức bà chỉ mỉm cười, và từ bấy giờ con cũng chẳng muốn hỏi lại tới người nữa. Con có thật sự ghi mỗi ngày những gì Đức bà nói với con không? Có, bắt buộc mà. Ngay cả lúc người hiện ra với con trong toa xe lửa, gần Ajan Luka, con biết đấy. Không, không, lần này thì người không kể chuyện đời người cho con nghe. Vả lại con có đưa cho cha xem cuốn vở của con đã ghi chép các việc rồi đó. Ừ, nhưng nhìn từ xa khiến cha thêm tọc mạch hơn. Đó là tất cả những gì con có thể làm. Và nếu như con trao cho cha cuốn vở đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Con không biết, con cũng không đặt câu hỏi đó làm gì, nhưng con biết là sẽ không bao giờ con làm như vậy. Con có nghĩ là sẽ có lúc con sẽ được phép trình bày cuốn vở đó ra không? Không chút gì nghi ngờ, mà còn dám chắc nữa, lúc đó cha sẽ biết. Nếu cha không chết trước đó. Trong trường hợp này, cha sẽ không còn cần đến nó nữa. Chà, cuốn vở này chắc là phải thú vị lắm. Từ một năm nay, con cứ ghi ít nhất một câu mỗi ngày. Con không phải là văn sĩ, con làm theo ý sức mình. Cha thấy con nói chuyện với Đức bà, và con nói là người không ngừng kể chuyện cuộc đời của người cho con. Con xin Đức bà giải thích cho con những gì con không hiểu. Thế nghĩa là có những chuyện không hoàn toàn sáng tỏ ư? Chắc chắn rồi. Thí dụ, khi con không hiểu một điều gì đó, thì người giải thích cho con bằng hình ảnh. Chương 60, những câu đem hỏi Đức bà. Viết ca này, từ ban đầu, các lần hiện ra, các con đã bắt đầu đặt các câu hỏi với Đức bà. Con có thể nói cho cha biết loại câu hỏi nào các con thường đặt ra với người nhất. Đủ mọi thứ câu hỏi, tất cả những gì xảy đến trong đầu chúng con, những người khác
cũng đưa cho chúng con nhiều câu hỏi để hỏi Đức Bà. Nào, bà là ai? Bà muốn gì ở những thiện nhân chúng con? Con không nhớ hết được. Cha biết là các con không mấy khi ở chung với nhau. Đứa thì ở Sarajevo, đứa thì ở Mostar, đứa khác ở Visoko, vân vân. Vậy thì rõ ràng là các con không đặt những câu hỏi như nhau. Ngay cả lúc chúng con ở bên nhau, chúng con cũng không đặt những câu hỏi như nhau. Các câu hỏi đều khác nhau, tùy theo yêu cầu của những người nhờ chúng con hỏi. Con chỉ có thể nói với cha những gì liên can đến con. Lúc đầu, các con thường hỏi Đức Bà, có để lại một dấu chỉ nào ở Mỹ Du không? Vậy người có trả lời ngay cho các con không? Thưa không, lúc đầu, nếu chúng con đặt câu hỏi này với người, thì người biến đi, hoặc là người bắt đầu hát, vân vân. Nhưng sau đó, chúng con có nêu lên nhiều câu hỏi khác với người, và tất cả mọi người đều muốn hỏi, nhất là hỏi về các bệnh nhân của họ. Người có nói, các con đừng hỏi ta bất cứ chuyện gì, phải không? Vâng, nhiều lần như vậy, và một lần như thế với con. Vậy mà các con vẫn tiếp tục đặt câu hỏi với người à? Chắc chắn rồi. Thế Đức Bà có nổi giận không? Không đâu, người không biết nổi giận. Chắc chắn, thế nào cũng có những câu hỏi làm khó chịu chứ. Vâng, có đủ loại. Đức Bà có trả lời mấy câu hỏi này không? Không, người bỏ qua như thể không nghe thấy gì, hoặc không bắt đầu cầu nguyện. Hoặc người bắt đầu cầu nguyện hay ca hát, nhưng khi người bắt đầu thuật lại chuyện đời người cho chúng con, thì không ai có thể đặt câu hỏi với người nữa. Người có báo trước cho các con à? Có à, nhưng dù sao đi nữa, chúng con không có thời gian để đặt câu hỏi. Lúc vừa đến, người chào chúng con, và ngay lập tức người đã bắt đầu kể lại cuộc đời của người cho chúng con. Sau đó, người hiệp chúng cầu nguyện với chúng con, rồi chào chúng con và đi. Vậy các con có ngán các câu hỏi đó không? Sao mà không có? Suốt ngày, người ta đổ xô đến đưa câu hỏi cho chúng con, và chiều đến, người ta trở lại để nghe câu trả lời. Cũng có lúc chúng con quên khuất đi những điều gì đó, thật là cực nhọc. Và bây giờ, tình trạng đó vẫn còn tiếp diễn chứ? Vâng, nhưng đứa nào nghe Đức Bà kể chuyện lại đời người thì không thể hỏi gì cả. Có khi nào người ta dùng các câu hỏi để dặn bẫy các con không? Chuyện đó là thường, đôi khi Đức Bà nêu tên một số người và dặn chúng con đừng để ý đến các câu hỏi của họ. Và thưa cha, nếu Đức Bà không giúp chúng con thì chúng con không sao thoát khỏi cạm bẫy của họ. Chúng con chỉ là những đứa trẻ ngây ngô và thiếu kinh nghiệm. Chương 61, câu chuyện cho bệnh nhân. Ý kiến đặt tay cầu nguyện trên bệnh nhân đến với các con như thế nào? Việc này là thành phần trong sứ điệp của Đức Bà. Người thường hay nói về việc đó, người thường cầu nguyện chung với chúng con cho tội nhân và bệnh nhân. Nhưng cha nên biết là việc cầu nguyện cho tội nhân thì bó buộc, còn cho bệnh nhân thì không. Vậy thì các con vẫn tiếp tục làm việc đó
ngay cả khi không có sự hiện diện của Đức Bà à? Đương nhiên, đó là bổn phận của các con và của cả cha nữa đấy. Việc đặt tay cầu nguyện trên bệnh nhân luôn luôn có một hoặc nhiều linh mục làm chủ sự. Các con phải tham dự các buổi cầu nguyện này. Trước hết, phải có những kinh nghiệm nhân danh, hội thánh. Sau đó, chúng con đặt tay cầu nguyện trên từng người bệnh nhân một. Các con cầu nguyện cho những bệnh nhân nào? Cho những người bệnh nặng, nhất là những người bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Ý cầu nguyện đó là gì? Nếu người bệnh tự giới thiệu mình trước, và nếu người ấy muốn người ta đặt tay cầu nguyện trên họ, thì chúng con cầu nguyện với người bệnh theo ý nguyện của người ấy. Ví dụ, xin Thiên Chúa và Đức Bà ban cho họ ơn nhẫn nại, xin tăng thêm lòng tin để nâng đỡ họ trong cơn bệnh hoạn, vân vân. Các con có cầu nguyện cho người ấy được chữa lành không? Có, nếu đó là thánh ý của Thiên Chúa. Trong trường hợp này, các con đọc kinh nào? Chúng con đọc trên mỗi bệnh nhân, trước hết là Tinh Kinh Kính, rồi Bảy Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Sau đó chúng con thêm vài câu tùy theo bệnh nhân mong muốn. Cứ phải làm như vậy trên mỗi bệnh nhân à? Vâng. Thảo nào, việc kéo dài lâu để vậy? Cũng phải nói đôi câu với mỗi bệnh nhân để quỷ lạo họ. Cứ đến thứ Bảy và Chủ Nhật thì còn kéo dài hơn nữa, thường là kéo dài đến khuya. Làm như vậy thì mệt các con lắm, nhưng Đức Bà giúp đỡ các con. Nói cho cha biết, con có nhận thấy sự thay đổi gì nơi các bệnh nhân không? Thường là có. Bệnh nhân thay đổi thái độ, lập tức bắt đầu tạ ơn Thiên Chúa hoặc là nói chuyện với chúng con. Phần con, có bao giờ con cảm thấy gì trong việc cầu nguyện này không? Đôi khi, con cảm thấy một luồng điện chạy từ người bệnh qua bên tay con. Con không biết đó là gì. Có lẽ đó là trạng thái tinh thần của bệnh nhân hoặc thứ gì đó đại loạn như vậy. Con không hiểu được. Bệnh nhân có cảm ơn các con vì những lời cầu nguyện này không? Chắc chắn là có. Một số bệnh nhân cảm ơn chúng con ngay lúc trong nhà thờ là nơi mà họ luôn mong muốn nói với chúng con đôi lời. Có người con muốn ôm hôn chúng con nữa. Người khác bắt đầu khóc. Một số người khác còn cảm ơn chúng con bằng thư từ, có đủ mọi hình thức. Điều đó chắc là làm cho các con vui thích chứ. Cha nghĩ xem, đem lại hạnh phúc cho ai đó, ấy là làm cho mình được vui sướng. Chương 62, sức mạnh của tiếng gọi nhiệm màu. Những cái gì đã tập hợp tất cả đám dân chúng ấy từ những ngày đầu ở giữa nơi đây, sỏi đá và gai góc, mặc dù có rắn rết này, ai là người đã nói họ chờ đợi và cầu nguyện hàng giờ? Dẫu họ không thấy, cũng chẳng nghe gì, trừ mấy lời các con nói với họ. Nếu cha còn không hiểu, thì làm sao cha muốn con hiểu được? Con chỉ biết một điều ấy là chúng con không bảo ai phải đến cả. Chúng con mong được yên thấm nữa là khác, nhưng người ta đến càng ngày càng đông. Nhưng theo con, ai đã gọi họ đến?
nhất định là đức bà rồi. Người đã thả lưới và lừa người ta vào lưới. Cách nào? Chỉ mình người biết. Thí dụ, làm sao đức bà nói với chúng con mà dân chúng lại không ai nghe thấy gì hết? Thì cũng vậy, chỉ mình đức bà biết, còn ta không hiểu được. Tất cả những gì con biết được, đó là từ lần hiện ra ngày thứ tư, đã có ít nhất 7-8 ngàn người đến trong cánh đồi gai góc này. Và đến ngày thứ năm là ngày Chúa Nhật, người ta nói có đến 15 ngàn người. Phải, nhưng làm thế nào mà đã đi đến cơ sự này? Đức bà đã từng hiện ra tại nước nọ, nước kia, nhưng thiên hạ đâu có tuốt đến xem nhiều như thế đâu. Nhưng đây là nãy du. Tại đây, đức bà đã hiện ra một cách hoàn toàn đặc biệt. Việc đó, người không làm ở một nơi nào khác và sẽ không còn làm nữa. Người đã có nói điều đó với chúng con rất nhiều lần. Dẫu vậy, đâu cũng là một việc khó giải thích. Đây cũng là một việc khó giải thích. Hàng triệu triệu người khác hành hương tuốt đến nơi đây như một dòng sông, và dòng sông này không vơi cạn, trái lại, nó không ngừng lớn mạnh và sạch trong hơn. Ai sẽ hiểu được? Sẽ đến lúc mà việc đó sẽ trở nên sáng tỏ cho nhiều người. Nhưng nếu cha muốn biết ý kiến con nghĩ là tin tức về sự kiện hiện ra của đức bà đã được loan truyền ra phần lớn là do những người muốn dập tắt tin tức về cuộc hiện ra ấy. Đức bà đã khéo léo sử dụng họ. Thế là tin tức về các cuộc hiện ra của đức bà ở Nể Du và về sứ điệp của người đã được loan truyền khắp thế giới. Phần chúng ta phải cầu nguyện nhiều, chỉ có thế thôi. Chương 63, tính đơn sơ của thông điệp đức bà. Đức bà Nể Du có gửi cho chúng ta một thông điệp, tất cả ý nghĩa là ở nơi đó. Vậy còn hãy tóm tắt ý chính của thông điệp đức bà. Ngay từ đầu, người đòi hỏi một đức tin vững vàng, việc ăn năn trở lại với Thiên Chúa và hòa bình giữa loài người. Có bấy nhiêu thôi à? Không hẳn là thế. Nhưng tất cả đều xoay quanh cái trục này. Làm thế nào để thực hiện? Bằng cầu nguyện, ăn chay và xin thú tội lỗi. Thế đức bà yêu cầu cầu nguyện như thế nào? Ít nhất là 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng và 7 kinh sáng danh. Và 1 kinh kinh kính mỗi ngày. Người nhắn nhủ mỗi từng ăn chay một ngày với bánh mì và nước lã. Đức bà có bao giờ giải thích phải xưng tội như thế nào không? Vâng, có nhiều lần phải xưng tội ít nhất mỗi tháng một lần hoặc lúc nào cần. Còn con có thường hay đi xưng tội không? Con xưng tội khi con thấy cần, theo nguyên tắc là hàng tháng, nhưng con không đếm ngày, khi nào con cảm thấy sẵn sàng. Con có còn điều gì khác để nói về thông điệp của đức bà không? Con đã nói điều chính yếu, đó là sự hòa giải với Thiên Chúa và với mọi người. Thế rồi mọi sự sẽ ổn và đức bà sẽ được hài lòng.
Chương 64, các vị hy sinh đã được Đức Bà biết ơn. Thế trong dân chúng làng Mấy Du thì thế nào? Trong thời gian 30 tháng nay, có gì đã xảy ra nơi lòng dân chúng và trong các gia đình? Không ai có thể biết hết mọi sự, nhưng có một sự kiện buộc tâm trí chúng tôi phải để ý và làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Trong suốt buổi chiều ngày 25 tháng 6 năm 1981, xảy ra biết bao là cảm xúc ngạc nhiên và lo sợ với những đoàn người lũ lượt ở hàng giờ ngay dưới đám rừng gai góc của Buffalo, sau đó đi xuống làng của các con để giải khát và để tìm lấy một chút bồi dưỡng thiên liêng và nhân loại. Cha vẫn còn nhớ chuyện đó đấy. Hy vọng và sợ hãi luôn hòa lẫn nhau trong các con tim, cả khi tụ họp nhau lại trong nhà này, nhà nọ để đón Đức Bà hiện ra. Sự bất an ninh thật là lớn. Cha nói thế thì y như thể họ chưa được Đức Bà bảo vệ và nâng đỡ vậy. Thật sự là Đức Bà hằng che chở đoàn dân này bằng quyền lực và các dấu chỉ của người. Nhưng đâu có dễ dàng chịu đựng bấy nhiêu thử thách như vậy. Dân làng thì sẵn sàng chia sẻ với khách hành hương tất cả những gì họ có, nhưng họ đâu có được phép thi hành việc bác ái. Vâng, và chính vì thế mà Đức Bà đã luôn luôn dành cho họ một chút lành đặc biệt. Con còn nhớ trường hợp nào mà Đức Bà đã ban một chút lành như thế không? Việc này đã xảy ra nhiều lần. Vào dịp kỷ niệm giáp năm thứ nhất ngài hiện ra, Đức Bà đã cảm ơn và chúc lành cho dân làng vì tất cả những gì họ đã làm trong suốt năm cho khách hành hương và khách lạ. Cầu nguyện và ăn chay đã lôi kéo nhiều triệu khách hành hương đến Mễ Du. Ở đấy, họ đã tìm thấy Thiên Chúa, đấng mà họ đã cảm thấy cần đến. Họ đã thực hiện những việc hy sinh cụ thể. Gia đình con chẳng hạn. Việc đó không quan trọng. Chúng con không làm việc đó để được vinh dự. Có ngày nào mà các con không tiếp nhận khách vãng lai không? Có những ngày mà không ai trong gia đình con nằm ngủ được, thì có, còn không có một ngày nào mà chúng con không phải đón tiếp một ai. Có ngày nào mà gia đình các con chỉ đón tiếp một người đến thăm? Con nghĩ là không. Có những ngày 20 hay là 30 người ghé qua, đôi khi nhiều hơn, từ sáng đến tối. Và các con cho họ ăn uống chứ? Dĩ nhiên, có những người không muốn gì cả, nhưng chúng con mời họ, chuyện đó bình thường. Các con tiếp đón người ta qua đêm à? Rất thường, một số ở lại nhà chúng con trong một thời gian dài hay ngắn. Con có ý nói về cô gái bệnh tật ấy à? Cả cô gái ấy nữa, chúng con đã săn sóc cô này tại nhà chúng con nhiều tháng. Nhưng nói chuyện đó làm gì cơ chứ? Trong vòng 30 tháng nay, có nhiều gia đình khác đã cho rằng hàng ngàn người khách lạ đến đây được cho ở nhà họ. Thế có nghĩa là cũng phải phục vụ gần ấy bữa cơm trưa, cơm sáng, giường chiếu để họ nghỉ qua đêm, không kể tất cả những uống giải khát và những giờ thong thả nghỉ ngơi mà họ phải hy sinh đi cho những khách lạ này. Những gia đình này không muốn cho cha nêu tên họ ra. Trong thánh lễ cử hành trên núi Rizavat, Đức Bà có cảm ơn dân làng Mễ Du. Dân làng thật là tận tụy. Cha biết có một ông đã chuẩn bị cho ngày hôm đó một lượng lớn nước sạch, nên nhớ nước tại Mễ Du thì khan hiếm với các loại nước giải khát khác, nho tươi, dưa hấu và dưa gan. Ông ta để các thứ ấy trước nhà ông, và vì ông nằm bên lề đường nên tất cả những ai qua lại đều có thể giải khát. Và đâu chỉ có một mình ông ta. Cha biết, cho nên không phải nói là không có lý do mà Đức Bà đã chúc lành cho dân làng ở Mễ Du này. Thank you.
Chương 65. Sự kín đáo của các thị nhân. Vậy là đã hơn 20 tháng mà cha nói chuyện với các thị nhân các con về sự kiện hiện ra ở Mễ Dư, và dẫu vậy vẫn có nhiều điều khó khăn giải thích đối với cha. Thí dụ, tại sao giữa các con với nhau các con còn giữ thái độ kín đáo, không nói cho nhau biết về những gì xảy ra giữa mỗi người trong các con và Đức Bà vậy? Con không hiểu cha muốn nói gì. Các con là thị nhân, các con không luôn luôn ăn ý với nhau. Vậy mà các con vẫn không bao giờ nói về vấn đề đó trước mặt người khác. Cha muốn nói gì? Chúng con cũng giống như các bạn trẻ khác, đôi khi thiếu suy nghĩ. Chúng con trở nên mục tiêu cho mọi người nhắm vào, và như vậy người ta mới phóng đại thêm một chút. Đâu có ích gì cho chúng con khi đem những lời cáo buộc của đứa này đổ lên đầu đứa kia. Đức Bà cũng dạy chúng con tôn trọng lẫn nhau. Theo như cha được biết, các con hầu như không bao giờ thuận lại cho nhau nghe những gì các con đã sống trong những giây phút Đức Bà hiện ra, cũng như chẳng thổ lộ gì về cách làm thế nào các con đã hiểu những gì Đức Bà nói. Thật vậy, chúng con có khuynh hướng giữ lại tất cả cho chúng con hơn. Tại sao vậy? Chẳng lẽ Đức Bà đã bảo các con làm như vậy à? Con không nhớ là có bao giờ Đức Bà đã nói chuyện đó, chỉ có thế thôi, và chấm hết. Đôi khi, một trong các con bị Đức Bà quả trách, nhưng cha chưa bao giờ nghe các con thuận lại công khai điều đó. Và con hy vọng là cha sẽ không bao giờ nghe được điều đó. Như vậy, có lợi cho cha và cho chúng con. Các con không cảm thấy cần phải trao đổi với nhau về tất cả sự đó à? Không, con không cảm thấy cần làm như vậy. Con có cuộc sống của con và các vấn đề của con, thế là đủ cho con rồi. Nếu có ai đặt câu hỏi với con, thì việc đó lại khác. Với điều kiện là con được phép nói, ngày mà Đức Bà giữ Gia-cốp lại, đang khi bảo chúng con đi ra, Gia-cốp được ở lại bên người ít là 10 phút. Thế mà Gia-cốp không hề nói một tiếng nào với con. Còn con cũng không hỏi em ấy gì cả. Tuy vậy, chúng con rất gần gũi nhau. Con nghĩ là Đức Bà muốn như vậy đó, cho dù người không bảo chúng con gì hết. Cha tưởng tượng đi, nếu chúng con bắt đầu kể lại những gì chúng con đang sống, thì không biết là bao nhiêu chuyện sẽ nảy sinh ra. Người ta đã kể quá nhiều chuyện lắm rồi. Dẫu vậy, cha không hiểu tại sao các con lại kín đáo với nhau đến thế về vấn đề dấu lạ và các bí mật của Đức Bà. Cha thông cảm vì các con giữ bí mật đó trước mặt chúng tôi, nhưng đã nhiều lần các con tất cả nói với cha là các con không cảm thấy cần phải nói cho nhau, mặc dầu các con không lắng nhận cùng một sứ điệp như nhau. Marita là một ví dụ. Sao là Marita? Theo cha biết, Marita là người duy nhất trong các con không biết được khi nào Đức Bà ban dấu lạ, nhưng em này biết dấu lạ này là cái gì, và em đảm bảo là không thấy có ước muốn hỏi các con về vấn đề đó. Còn các con lại nói là không bao giờ bị cám dỗ nói ra điều đó với cho bạn ấy. Đối với con, chuyện đó đâu có gì đáng ngạc nhiên. Thế thì con cũng không bị cám dỗ kể cho kẻ khác nghe bất cứ chuyện đất gì à? Không, không bao giờ. Tại sao ư? Con không biết nữa. Chính Đức Bà gìn giữ bí mật của người. Cho đến bao giờ? Chuyện đó tùy ý muốn của Đức Bà. Ai sống thì sẽ thấy. Thank you.
Thần 8, Đời sống của Vika, chương 66, Những phiền toái về sức khỏe. Vika này, cha biết là trong 15 tháng qua, con có không ít trục trặc về sức khỏe. Vâng, thế thì sao? Cha không bao giờ hiểu tại sao con lại thiếu thận trọng đến thế. Cứ như thể con cố ý tự chuộc lấy phiền toái cho mình. Và chưa hết, con đúng là vô địch làm bộ điếc không nghe. Thật vậy, ai cũng chỉ muốn làm theo ý riêng của mình. Con cũng vậy. Có lẽ con còn cứng đầu hơn người khác. Nhưng không phải con là người tự kiếm lấy phiền toái cho mình, mà là có một người khác gửi đến cho con. Ai vậy? Hẳn cha cũng biết ai là đấng an bài đời sống chúng ta. Con muốn nói Thiên Chúa à? Chắc chắn rồi, nhưng con không thích nói chuyện đó. Có nhiều người, ngay cả những linh mục nói, tại sao Đức Bà không giúp đỡ cô ấy? Con cũng nghe nói điều ấy, nhưng con không bao giờ xin Đức Trinh Nữ giải thoát con khỏi mọi sự phiền toái. Tại sao vậy? Đức Bà biết điều đó, còn các người thì đây không phải là việc của các người. Dẫu vậy, con nói cho cha biết một chút đi. Cha thật là cứng đầu, cha không bỏ cuộc được. Thật ra, chả có gì quan trọng để mà nói. Đức Bà luôn bồi sức đặc biệt cho con trong cơn bệnh hoạn. Hằng ngày, người đến thăm con, người luôn rất vui vẻ, và thế là con quên hết mọi cái phiền toái của con. Trong tình trạng đó, con luôn trỗi dậy khỏi giường chứ? Vâng, dẫu người có nói với con là con không cần phải làm như vậy. Con nói là Đức Bà bồi sức cho con à? Nhưng chỉ cần thấy người cũng đủ làm cho con được bồi sức. Thế Đức Bà nói gì với con? Xin lỗi cha, cha tọc mạch quá. Đức Bà khuyên bảo con dâng tất cả đau đớn của con lên cho con bà, để cầu cho tội nhân được ăn năn hối cải. Người thường nói với con là tất cả các sự ấy sẽ qua đi. Bây giờ cha đã thỏa lòng chưa? Đức Bà dẫn con đi theo con đường ấy, nhưng đó lại không phải là những trường hợp của các bạn khác. Con không biết gì hết. Cha thì cha biết. Cách đây không lâu, một trong mấy thị nhân bị bệnh đau tai. Bệnh này gây đau đớn lắm và phải săn sóc lâu ngày. Cha mẹ em vì thấy con đau đớn, có khuyên em đi đến bác sĩ, nhưng em này nói, tại sao lại phải đi tìm thầy thuốc? Vì chúng con đã có một đấng y quyền hơn. Em bày tỏ với Đức Bà, và cơn bệnh liền thuyên giảm. Tạ ơn Chúa. Chương 67, Một ngày thường của Vika. Những người nào sẽ có dịp đọc cuộc nói chuyện lâu dài của chúng ta đây, ác muốn biết lối sống thường nhật của một thiếu nữ như con. Này, thử xem. Buổi sáng, con thức dậy lúc mấy giờ? Thưa tùy ngày, không có gì giống nhau như đúc. Trong tuần thì khác ngày Chủ nhật, mùa hè thì khác mùa đông. Hay nếu trời mưa lại khác, tất cả các cái đó đều góp phần vào sự thay đổi. Và khi con thức dậy, con làm gì? Con làm như mọi người, con rửa mặt, đọc kinh vân vân.
nhưng mấy việc đó cũng không bao giờ con làm giống như nhau. Hằng ngày, con đọc kinh nguyện ngắn mà cha đã cho con và thêm mấy thứ khác nữa. Tùy theo thời giờ mà con có được, trong ngày con cũng cầu nguyện nữa, nhất là chiều tối. Trong ngày con làm gì? Cũng tùy theo mùa mà làm việc, hoặc cuốc đất, hoặc hái thuốc lá. Ba con thì còn lao động bên nước Đức, các em trai con còn nhỏ và đi học. Các em gái con cũng không thích công việc đó. Còn con không sợ phải làm việc ngoài đồng. Một lần kia, con bị thương vì cái cuốc, vết thương sưng đầy mủ, nhưng rồi cũng hết. Bây giờ, em trai con là em trẻ đã lớn. Chính em này là người lao động ngoài đồng trước và sau khi đi học về. Con làm việc khác, nhưng con phải dành thời giờ cho các người khác. Cho ai hả? Cho những ai cần hỏi con điều gì đó, để gửi gắm họ cho Đức Trinh Nữ, vân vân. Cha biết là người ta đau khổ nhiều, vì thế họ tìm đến với ai có thể an ủi họ. Con dành thời giờ cho việc này. Đôi khi con cũng trốn tránh chứ. Có khi xảy ra chuyện đó, nhưng chỉ có với những người đã đến rồi. Thật là khó khi ta không thể làm được gì cả, nhưng hiếm khi con có thể tránh thoát khỏi. Dần chúng đến tận nhà con và chờ con. Rồi thì sao? Con nói chuyện với họ một chút để đỡ bận cho gia đình con. Việc này thường xảy ra lúc xế chiều, đôi khi con không có thời giờ mà ăn nữa. Sau đó, con vội vàng mặc áo và đi đến nhà thờ. Còn sau đó, thì cha đã biết mọi việc xảy ra như thế nào rồi. Đến mấy giờ, con từ nhà thờ trở về? Cái đó tùy, nhưng hiếm khi trước 22 giờ. Con làm gì mà lâu vậy? Chúng con thường tham dự buổi cầu nguyện lâu dài cho bệnh nhân và các thiện nhân chúng con. Mỗi đứa đặt tay cầu nguyện trên các bệnh nhân nặng, nhất là những người ngồi trong xa lăng. Buổi cầu nguyện khá dài, nhất là vào ngày thứ Bảy và Chúa Nhật. Và chỉ sau đó, các con trở về nhà à? À không, chưa hết đâu. Sau buổi cầu nguyện, mỗi bệnh nhân đều muốn nói chuyện với chúng con, kể cho chúng con nghe những cực khổ của họ. Biết làm sao, nhưng chúng thật là đáng thương, cần phải lo cho họ. Cha thấy cuộc sống của con không đơn giản như người ta tưởng, rất mệt mỏi đấy. Đúng vậy, nhưng mà tốt thôi. Và khi con về đến nhà lúc 22 giờ thì sao? Đôi khi trễ hơn, thì tất cả mọi người đều đã ngủ, trừ em gái con và con. Còn bữa ăn tối? Thường thì con không ăn, nhưng những ngày sau này con ăn một miếng tại nhà xứ. Khi về nhà, con đi thẳng vào căn phòng nhỏ của con. Con đọc một đoạn kinh thánh, rồi đọc kinh và đi ngủ. Con có ngủ được không? Hiện nay thì con ngủ được, nhưng đã có một thời con không làm sao ngủ được trước 3 hoặc 4 giờ sáng. Và chuyện ấy đã kéo dài mấy tháng trời. Đó là trong thời gian con bị bệnh chứ gì? Bây giờ thì khác rồi. Cảm ơn Chúa, cuộc sống thường ngày của con là thế đó. Con không nói với cha là con đã thay đổi gì từ ngày con đã gặp Đức Bà. Các người khác có thể nói với cha điều đó. Cả con nữa, cũng không có thể nói. Không biết có ai để ý hay không, con thì con tin là con thay đổi thật sự. Trong vấn đề gì, ví dụ? Không có gì lớn lao cả. Trước kia, con rất là nhát gan. Vừa khi đêm xuống, con không dám ra khỏi nhà. Bây giờ, con có thể một mình đi đến Buffalo lúc nửa đêm. Con không sợ gì hết. Con cầu nguyện nhiều hơn và với lòng mến hơn. Con vâng lời hơn. Con yêu người khác hơn, nhất là những người đau khổ.
chính cho họ mà con cầu nguyện nhiều nhất. Trước kia, con không nghĩ đến việc đó, nhưng con còn phải sửa mình nhiều hơn. Tiếp tục đi, hay là con sợ? Con không sợ, nhưng con nghĩ như vậy là đã đủ. Con tự nhủ, nếu con không gặp được Đức Bà, thì không biết con sẽ giống như cái gì. Có lẽ là giống các thiếu nữ khác cùng lứa tuổi với con. Chắc vậy, nhưng các bạn ấy cũng đã thay đổi. Nếu Đức Bà không đến, thì câu lạc bộ disco của chúng con chắc là luôn luôn đông nghẹt. Cha biết là câu lạc bộ ấy đã khởi phát khá xôm trò tại Mễ Du. Bây giờ, không ai nghĩ đến đó nữa. Chương 68, kết luận. Thế là cả hai chúng ta đều thấm mệt sau cuộc trò chuyện dài lâu này. Bây giờ con ra sao? Sau 30 tháng, Đức Bà hiện ra, con nay đã trở thành một cô thiếu nữ thực sự. Có bao giờ con hối tiếc về những gì xảy đến với con và còn xảy ra nữa không? Không, không bao giờ. Có những lúc con bị kẹt tứ bề. Đôi khi thật là hết sức cay cực. Đôi lúc con thoáng có ý nghĩ, mà cái gì đã xảy đến cho mình vậy? Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu? Tất cả chuyện này là tại sao vậy? Không biết mình có đủ sức chịu đựng tất cả mọi sự không? Nhưng cái ý này chỉ thoáng qua một giây đồng hồ thôi. Chúng con đôi phen đã phải trải qua những thử thách đáng sợ. Chính Đức Bà đã báo trước cho chúng con từ ban đầu, nhưng người luôn luôn vẫn ở đó để giải quyết hết, và chúng con càng ngày thêm dài sức chịu đựng. Ít nhất đó là trường hợp của con. Có bao giờ con hối tiếc vì đã bị lôi cuốn bởi Đức Bà không? Không bao giờ. Thật đấy chứ? Không, không bao giờ. Cha tin con, và cha cũng vậy. Cha nghĩ là cha cũng sẽ không bao giờ hối tiếc nếu việc đó xảy đến với cha. Con có điều gì lo sợ cho tương lai không? Này cha, con đâu phải là một con cừu. Nghĩ về tương lai của con hẳn là một chuyện bình thường. Nhưng con không sợ gì hết. Con cầu xin Thiên Chúa và Đức Bà để mắt trông nom cuộc sống con. Con cũng có những dự tính của con chứ. Rồi sẽ thấy. Cha có thể biết mấy dự tính ấy của con không? Con đã nói cho cha nghe điều chính yếu rồi. Con hy vọng Thiên Chúa và Đức Bà sẽ che chở con và hướng dẫn con. Đức Bà có nói với con như thế nhiều lần. Con không muốn nói gì thêm nữa cho cha ư? Có những điều mà con không được phép nói với bất cứ ai. Khi nào con có thể, con sẽ nói cho cha nghe. Viết ca này, mùa thu năm 1981, khi các bạn thị nhân khác, mỗi người đi mỗi ngả, chỉ mình con ở lại nhà. Vâng, con buộc phải thi môn toán. Con học trường nào vậy? Ở một trường kỹ thuật chuyên về ngành sợi. Con đăng ký đi thi là để bắt kịp nên học phải không? Vâng, nhưng con không được dự thi. Khi con đến trình diện, con có mang ở cổ một sợi dây chuyền
với ảnh thánh giá. Nhưng đến khi vào cửa phòng thi, một giáo viên trận con lại và nói là phải cất ảnh thánh giá đi. Nếu không, con không được phép dự thi. Con không chịu cất mẫu ảnh chuộc tội đi, nên ông ta đã đuổi con ra về. Ông ta còn chế nhạo con nữa, do bài báo đăng trên tờ Arena. Câu chuyện tờ Arena là như thế nào? Ít lâu trước, tờ Arena đã đăng chuyện chúng con trong một số báo của họ. Thầy giáo đã đem đến cho chúng con xem hình chúng con đăng trên đó. Toàn là chuyện tầm phào. Rồi thì sao? Không sao. Ông ấy nói, em đã qua được kỳ thi của Đức Bà rồi. Tạm biệt nhé. Thế là con lên xe buýt trở về nhà. Miệng ca hát, ngày hôm sau con trở lại nhà trường, lấy lại hồ sơ, tạ ơn Chúa. Sau này, người ta nói với cha là thầy giáo có mời con đến. Vâng, vâng. Đầu niên học sau, nhà trường có gửi một tờ giấy mời, nói là con có thể tiếp tục năm học, là con đã qua được kỳ thi, vân vân. Con nhờ ai đưa giấy mời cho con? Nhờ một bạn học cùng lớp với con, bên cạnh nhà con, đó là Stanko Palavic. Và con xử trí như thế nào? Con làm y như là con không nhận được gì hết. Nhưng tại sao? Con biết là con sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối. Đức bà cũng có nói với con là hãy ở lại với bé Jacob. Jacob sẽ làm gì khi có một mình ở đây? Thế con không tiếc à? Không tiếc gì hết. Đức bà để mắt trông nom con. Thế là chị cả Vika và em út thị nhân Jacob ở lại đây à? Như cha đã thấy đó. Đôi khi con có nghĩ đến thầy giáo này không? Hồi mới đầu thì có khi, bây giờ con không bao giờ nghĩ đến. Con sống cuộc sống của con, và ông ấy sống cuộc sống của ông. Chương 69, sứ điệp gửi đến nhân loại. Này Vika, trong khi đàm đạo với nhau, chúng ta đã bàn bạc tận gốc rễ của các vấn đề. Nhưng hãy nói cho cha là sau tất cả những gì con đã đang sống, con có gì để nói với mọi người không? Nhưng con là ai để nói với bất cứ điều gì chứ? Sứ điệp của Thiên Chúa và của Đức Bà đã khá rõ. Họ cứ nghe theo sứ điệp này và tất cả sẽ tốt thôi. Ừ, nhưng con cũng có thể khuyến khích người ta suy nghĩ họ sẽ vui thích được nghe những gì mà cô ái nữ của Đức Bà nói với họ sau 30 tháng tiếp xúc với Đức Bà chứ. Chớ gì người ta không bao giờ quên Thiên Chúa là cha của chúng ta và là Đức Trinh Nữ là mẹ của chúng ta. Một người mẹ hằng yêu thương và hiểu chúng ta, loài người không biết được người yêu thương chúng ta đến giường nào đâu. Rồi, còn gì nữa? Chớ gì, mọi người chạy đến với Đức Bà mỗi khi họ gặp khó khăn, người sẽ luôn trợ giúp họ. Người sẽ trợ giúp cách nào? Trong mọi điều họ khẩn cầu. Con còn gì để nói không? Chớ gì, mọi người đừng bao giờ mất lòng trông cậy,
Thiên Chúa và Đức Bà không bao giờ quên con người đâu. Còn gì nữa? Con không biết. Con không ở đây để làm bài giảng. Người khác sẽ kêu gọi người ta quay về với Thiên Chúa để khỏi phải hư mất. Người ta không bao giờ được quên cầu nguyện. Đức Bà thường nói với chúng con rằng, cầu nguyện là khí giới hữu hiệu nhất của chúng ta. Với lời cầu nguyện, chúng ta có thể làm tất cả mọi sự. Con nói điều đó nhân danh Đức Trinh Nữ. Ước gì người ta đừng bao giờ quên điều đó. Còn gì nữa? Người ta biết là phải ăn chay. Việc ăn chay khiến cho Satan khiếp sợ một cách đặc biệt, hy sinh đôi điều cho Thiên Chúa và là một điều rất hữu ích. Cứ thử làm đi. Nói đi, biết cả, nói đi. Những điều đó không do con nói ra đâu. Người ta đã dạy bảo con tất cả các điều đó. Đức Bà dạy bảo một phần và loài người một phần. Phải, chúng ta hết thảy đều được một ai đó dạy bảo tiếp tục đi. Không bao giờ được thất vọng. Thiên Chúa và Đức Bà luôn luôn có mặt ở đó để giúp chúng ta. Chớ gì người đừng đoán xét nhau. Người ta luôn bất công trong đoán xét của mình. Phải chăng, đó là kinh nghiệm riêng của con? Điều đó không quan trọng. Thật là khổ sở khi mọi người ta đoán xét một cách vô lý. Rồi thì? Một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Và sự khác biệt giữa thiên đàng và hỏa ngục thật là khủng khiếp. Con đã thấy rồi. Xin Thiên Chúa che chở chúng ta khỏi xa quả ngục. Và sau cùng, con xin mọi người thỉnh thoảng cầu nguyện cho chúng con và tất cả con cái của Đức Bà. Phần chúng con cũng vậy, chúng con cũng cầu nguyện cho người khác, chúng con cũng có những khó khăn. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta và xin Đức Mẹ che chở cho chúng ta. Amen. Đây là lời dịch các chữ ấy với tất cả lương tâm ngay thẳng. Linh Mục Chanko Buvalo và cô Vika ký tên vào đây để đảm bảo rằng cuộc nói chuyện trình bày trong sách này là đúng theo sự thật. Ký tên Linh Mục Chanko Buvalo, Vika Ivankovic, Pachakovic, ngày 30 tháng 12 năm 1983. Điều cha Gianco nói thêm, dù đức tin là một ơn huệ Thiên Chúa ban cho ta cách như không, tức là không do ta lập công gì để đoạt được, thì đức tin vẫn cần phải được soi sáng để ta mới hiểu rõ. Đặc biệt, nếu đó là trường hợp tin vào những điều không thuộc nội dung cốt yếu của đức tin hội thánh, chẳng hạn trường hợp các mặt hạt tư được trên trời ban cho để soi sáng và củng cố niềm tin. Và đây chính là trường hợp cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Mỹ Dư. Người ta đã viết nhiều để làm sáng tỏ hiện tượng này và sứ điệp của nó, nhưng xem ra chưa có ai đã trình bày một phân tích sâu xa các biến cố và các kinh nghiệm nhờ chính ánh sáng của chúng. Chỉ như thế thì thực tại của chúng mới khả dĩ bộc lộ ra. Tôi, cha Gianco, nói như trên là nói những điều tôi cảm thấy như thế.
tất cả những ai tôi đã gặp ở Mễ Du luôn luôn xin tôi cách nghĩa rõ hơn về các biến cố ấy. Từ bao năm trời nay, hàng ngày, nhà của các thị nhân luôn luôn có biết bao nhiêu người đã xô đến để muốn biết rõ hơn những gì xảy ra giữa các thị nhân và đức trinh nữ. Tôi cũng thuộc hàng những người hiếu kỳ đó, nhưng khác với nhiều người, tôi đã ghi chép, thâu vào băng ghi âm và ghi vào trí nhớ tất cả những gì tôi đã thấy và học được để đưa ra một chứng từ cho người khác được xem. Để đạt đến mục đích ấy, tôi đã sử dụng những gì là cuộc sống của tất cả các thiện nhân. Cách riêng Vicca là người do những hoàn cảnh đẩy đưa hay do an bài của Thiên Chúa được phúc tiếp xúc với Đức Mẹ và các thiện nhân khác nhiều hơn cả. Cuối cùng, cô gái đáng sợ Vicca đã chấp nhận trao cho tôi qua hình thức một cuộc phỏng vấn dài lâu những kết quả của các nhận xét của những hiểu biết và kinh nghiệm của cô. Và nhờ thế mà tôi đã có thể thu góp tất cả các lần nói chuyện ấy vào cuốn sách này. Vicca và tôi xin bảo đảm theo đúng lương tâm và danh dự sự xác thực của nội dung cuốn sách này. Cuốn sách này chứa chất rất nhiều những chi tiết nhỏ xem ra không mấy quan trọng, nhưng biết đâu chúng lại chẳng soi sáng tất cả về những gì chúng ta lưu tâm. Kinh nghiệm về việc hiện ra được nghiên cứu theo tất cả các góc cạnh và được tỉ mỉ khảo sát, có sức thuyết phục ít ra đối với đại chúng bình dân hơn là những suy diễn tâm lý bác học thông thái. Suốt cuộc nói chuyện, chúng tôi luôn liệu sao để đừng nói xa nguyên tắc ấy. Cuốn sách này vì vậy có thể trở nên một lời mời gọi thế giới đến Mễ Du để gặp Đức Mẹ Chúa Trời. Tôi đã sử dụng kinh nghiệm của tất cả các thiện nhân, nhưng tất cả những gì họ đem đến cho tôi, thật ra tôi đã biết rồi. Chính vì vậy, bây giờ tôi muốn nói đôi lời về người đối thoại với tôi, chính là cô Vicca. Cô là người đã can đảm chấp nhận cùng tôi dấn mình vào công việc tế nhị và mệt nhọc này. Bạn thử nghĩ xem, sau 900 ngày nay trở về cùng lúc khởi đầu của các biến cố, chọn lựa cách cẩn thận cái cốt yếu, tỏ bày cái gì được phép tỏ bày, chắc chắn không phải chuyện dễ, nhất là khi người ta nghĩ đến những ngờ vực vô căn cứ của những kẻ muốn đùa cợt với sự bình an và thành thực của Vicca. Thì lấy chuyện cuốn vở nhật ký mà người ta đồn là bí mật của cô làm ví dụ, tôi xác tín là đã được biết tất cả những gì cô có quyền bộc lộ về những chuyện riêng tư kín đáo của cô. Nhưng khi tôi hỏi phải chăng cô còn giữ một quyển vở bí mật, thì cô nhìn tôi, nước mắt lưng tròng và nói, thế là cả cha nữa, cũng không tin con sao? Tôi xấu hổ quá. Càng hơn nữa, vì mới đây không lâu, tôi đã hỏi cô kỹ lưỡng, hoặc bằng lời, hoặc bằng giấy bút về vấn đề ấy, mà cô vẫn luôn luôn trả lời rằng cô không giữ một quyển nhật ký bí mật nào, trừ ba quyển vở nhỏ mọi người đều đã biết và đã được sao chụp. Những quyển ấy sẵn sàng để cho những ai quan tâm vì lý do này hay lý do khác có thể sử dụng. Với những ai vẫn còn nghĩ rằng những quyển vở đó chất chứa những biến cố phi thường và huyền bí, tôi xin nói ngay là chẳng có gì như thế. Chúng chỉ ghi chép một vài điều liên quan đến 136 trên 900 ngày của cuộc hiện ra và đã được đề cập đến trong cuốn sách này. Và trong ba quyển thì hai quyển đầu là do mấy chị em Anna
Videnka và Mayana của Vikkagi. Vikkagi ghi chép vào cuốn thứ 3. Như độc giả đã biết trong chương 67 trên kia về một ngày sống thường nhật của Vikka, thì sau những buổi ban ngày làm việc đồng áng cực nhọc và những buổi tối phân chia ra, phần thì dành cho việc chờ đón tiếp Đức Mẹ và phần khác dành cho dân chúng đổ xô đến, thì việc ghi chép các cuốn vở này quả là quá cực nhọc cho Vikka. Và lại ít lâu sau, tất cả những cái đó Vikka thấy là không có ích gì. Cho nên ngày 25 tháng 3 năm 1982, cô đã bỏ không còn tiếp tục ghi chép nữa. Chỉ có một việc mà cô còn tiếp tục ghi chép cách cẩn trọng mỗi ngày là những lời thuận về đời sống của Đức Trinh Nữ, do chính Đức Trinh Nữ ngày nào cũng kể cho cô, cũng như cho các thị nhân khác, mỗi người một phần. Từ ngày 7 tháng 1 năm 1983, trừ những ngày cô đi xa, ngày nào Đức Trinh Nữ sẽ cho phép các thị nhân tiết lộ các bí mật, tất cả mọi sự sẽ trở nên sáng tỏ. Con của ông Beru Ivankovic và bà Zilata, nhũ danh là Dugansik. Vikka là một cô gái bình thường và tính tình vui vẻ. Cô đã qua 8 năm ở trường tiểu học tại Siklik và 1 năm trong trường kỹ thuật ngành sợi ở Mostar, cách Mỹ Du khoảng 20 cây số. Mùa thu năm 1981, cô thôi học vì những lý do chúng ta đã xem trong sách này. Vâng, theo yêu cầu của Đức Trinh Nữ, Vikka đã ở lại Mễ Du với bé cha có, và cô thường ra làm việc ngoài đồng, cuốc đất hay lái máy cày, dù tuổi còn trẻ, trên đồng ruộng của bố mẹ. Đời sống cô không đơn giản như người ta thường nghĩ. Chính vì thế, ở đây tôi không muốn nói đến tính nết hay cái tài năng của cô, dù vậy cũng đưa ra một nhận xét. Tuy những kẻ nghịch gọi cô là cô gái đáng sợ, thực ra cô hiền lành và nhạy cảm hơn vẻ bên ngoài cho thấy rất nhiều, nhưng đau khổ và bất công mà cô chia sẻ hàng ngày với những người khác tác động trong cô nhiều hơn là cô tỏ ra bên ngoài. Tuy vậy, bất kể những vấn đề và các khó khăn gặp phải, Vikka vẫn luôn tươi cười và tràn đầy hạnh phúc. Cô đã để cho Đức Trinh Nữ uốn nắn và hướng dẫn bản thân với một niềm tín thác và trông cậy hoàn toàn. Ta hãy để cho công việc đó mà chính Đức Trinh Nữ làm với cô được tiếp xúc tốt đẹp. Thật tình mà nói, mặc khải của Thiên Chúa đã nói với chúng ta tất cả, nhưng chúng ta sẵn sàng quên lãng, nhất là con người vô cảm. Đáng chỉ thời nay, Đức Maria, mẹ chúng ta đã đến để nhắc nhở trên lý nền tảng này. Vì khốn khổ cho ta, chung quanh ta
chẳng có gì giúp ta nhớ các thực tại này, và hình như về vần mình, chúng ta cũng làm đủ mọi chuyện để quên đi. Trong thế giới của chúng ta, tất cả mọi người đều như muốn thuyết phục chúng ta rằng có nhiều con đường dẫn tới hạnh phúc. Thực ra chỉ có hai khả năng. Con người không còn cái nào khác để mà chọn lựa. Và dù muốn, dù không, người ta phải chọn một trong hai cái đó. Đó là một mầu nhiệm không thể tránh né. Và nếu nó ám ảnh ta thì càng tốt. Vì sự kiện toàn bản thân và việc đạt tới Thiên Chúa là một mầu nhiệm khôn tả mà ta đang tiến tới. Mầu nhiệm mà những ai đã chết trong Chúa, như sách Khải Huyền nói, đều đã chiếm được. Đó là mầu nhiệm của một hạnh phúc khôn tả. Ấy chính vì thế mà chẳng lạ gì những tuyệt vọng của nó không đánh động vào tai chúng ta. Tin và hạnh phúc không phải chỉ là chuyện tuyên xưng ra bằng miệng mà thôi, nhưng phải được xác nhận trong đức tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu chịu đóng đinh. Đó là một thực tại đã khởi sự, mà bởi vì Đức Mẹ đã hiện ra ở mé dư, theo như lời người nói là để tôn vinh con của mẹ, cho nên mẹ muốn nhắc cho ta nhớ lại cái thực tại đó để chúng ta cũng có thể tôn vinh Ngài. Trước hết bằng cách nghĩ đến các sự sau hết của cuộc đời, quen gọi tứ chung, sự chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Và bằng cách sống thế nào hầu một ngày kia chúng ta hưởng được sự bình an, đang khi chiêm ngắm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong một hạnh phúc suy mãn không bao giờ cùng. Chiều kích cánh chung của cuộc hiện ra ở Mễ Dư. Quả thật, Đức Mẹ Mễ Dư đã nói rõ rằng về các sự sao hết của cuộc đời và của con người, gọi là tứ chung, hay như ngày nay người ta gọi là cánh chung. Đang khi đó, thật là đáng kinh ngạc khi thấy các đấng giảng thuyết và các văn sĩ Kitô giáo không kêu nổi bật cho đủ điểm cốt cán này của sứ điệp. Ngay từ câu đầu tiên, Đức Mẹ nói với các thiện nhân đã mang tính cách cánh chung rồi. Cũng như lời đầu tiên, các thiện nhân thưa với người và được người đáp trả ngay tức khắc. Đó là câu hỏi của một thiếu nữ thiện nhân, Ivanka, hỏi tin tức về mẹ ruột của cô vừa qua đời trước đó không lâu. Đức Trinh Nữ đã trả lời: Mẹ con yên lành, bà đang được hạnh phúc bên ta trên trời. Đức Mẹ còn có thể nói cho con người điều gì phấn khởi hơn cái huyền nhiệm căn bản đó của chương trình cứu độ? Đó là con trai của mẹ, Đức Giêsu, đã bị hạ nhục, chế giễu, treo trên thập giá và chết trên thập giá, xong đã sống lại khải hoàn. Việc đó đã tỏ cho thấy cùng đích đời ta không phải là sự sống, xong còn là bắt đầu một cuộc sống thật.
Nếu không có việc sống lại từ cõi chết, thì đức tin của ta sẽ là hão huyền. Thánh Phaolô nói vậy. Qua câu trả lời của Ivanka trên đây, Đức Trinh Nữ đã xác nhận chân lý ấy. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu những lời đầy an ủi của Đức Mẹ, khiến chúng ta thấy đời sống con người, từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi trở về lòng đất, có một ý nghĩa. Có lẽ, không bởi ngẫu nhiên mà cũng cô Ivanka đó, ngài gặp gỡ Đức Mẹ lần thứ hai, đã hỏi xem mẹ ruột của cô có nhờ Đức Mẹ chuyển cho cô lời dặn dò gì không. Có, và Đức Mẹ đã chuyển lời nhắn này của mẹ cô: hãy đối xử tử tế với bà nội, vì bà đã già. Có một cái gì đó thật đơn sơ trong niềm tin của Ivanka và trong câu trả lời của Đức Mẹ. Chuyện trên trời huyền nhiệm như thế, mà nói ra y như thể chuyện đang xảy ra dưới đất vậy. Và sứ điệp còn tiếp tục. 30 ngày sau, được biết mẹ mình ở đâu rồi, Ivanka hầu như được linh hướng. Lại hỏi Đức Mẹ xem mẹ ruột cô có cần gì không, thí dụ như các lời cầu nguyện hay là thánh lễ của bà. Và Đức Trinh Nữ lại hé cảnh trời cho cô biết. Mẹ con yên lành và không cần gì cả. Vào dịp khác, Đức Mẹ đã khắc nghĩa cho Ivanka biết là đúng hơn chính cô phải xin mẹ ruột giúp cô đạt tới cuộc sống vĩnh cửu đó. Và sau cùng, để thuyết phục Ivanka và cả chúng ta nữa về thực tại của đời sống sau cái chết, Đức Mẹ cho mẹ ruột của cô cùng xuất hiện với Đức Mẹ 3 lần cho cô thấy. Chưa hết, Đức Mẹ đã cho phép bà mẹ ấy ôn hôn con gái mình, để cho cô biết thật là mẹ cô chứ không phải là một ảo ảnh lừa dối. Ở một lần khác, để củng cố đức tin của các thiện nhân vào cuộc sống đời sau, Đức Trinh Nữ đã cho họ cũng nhìn nhận ra bà mẹ Ivanka. Xem lại chương 26, những cuộc gặp gỡ huyền bí. Cũng phải thú nhận rằng, chúng ta chưa biết hết những gì Đức Trinh Nữ mặc khải về các sự sao hết của đời sống con người. Một phần lớn còn giữ trong những bí mật mà các thiện nhân chưa được phép tiết lộ. Tôi nghĩ đến cách riêng những gì người đã thổ lộ cho các thiện nhân về chính đời sống của người, mà một ngày nào đó, người sẽ cho phép họ tỏ bày ra. Bản tính nhân loại đã được cấu tạo sẵn như thế này. Bị gắn chặt vào vật chất, nên khó mà thoát khỏi mê say những vẻ đẹp tạm bợ của các sự vật chất. Và con người đã thiếu suy nghĩ sẽ ưa chọn thế giới vật chất mà thờ ơ làm phương hại tới đời sống siêu nhiên. Vì thế, họ thường gặp, bị gằn co và bị kẹt giữa hy vọng và thất vọng. Họ cố gắng thoát ra khỏi tư thế đó, nhưng thường thì càng vùng vẫy, thì càng lún sâu vào tuyệt vọng. Biết điều ấy, Đức Trinh Nữ đã không hề tiếc lời cảnh cáo. Người còn đi xa hơn, để tránh cho ta đại họa, không thể cứu vãn, là mất linh hồn đời đời. Người cho tất cả 6 thiện nhân thấy, và qua họ, cho chúng ta nữa. Thiên đàng, luyện ngục và quả ngục, với tất cả sự rõ ràng, và mất, và mắt, và trí con người của các em đó chỉ có thể chịu đựng được và hiểu được. Đặc biệt, người còn cầm tay 2 thiện nhân là Vicca và Jacob, tức là với tất cả thân xác của họ, dẫn đi tham quan mấy nơi ấy một cách cụ thể và dễ hiểu, vừa tầm với trí óc bình dân của họ. Lời cắt nghĩa của Đức Trinh Nữ về vấn đề đó cũng rất rõ ràng. Vì với Vicca và cậu bé Jacob,
chẳng có lời cắt nghĩa nào sống động và cụ thể cho bằng cầm tay họ dắt lên khỏi trái đất, cho họ tham quan mấy nơi đó. Hãy xem lại chương 58, thấy thiên đàng và quả ngục. Cũng vậy, ba hôm liền, trước lễ phục sinh năm 1982, Đức Chinh Nữ đã khơi sâu đức tin của các con cái người bằng cách nói cho chúng về bữa ăn vừa qua, về cuộc thọ nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu. Người đã nhấn mạnh về sự phục sinh, vì phục sinh là đích cùng của đời sống nhân loại. Người đã khích lệ con cái người bằng cách cho chúng thấy con của người thấy đầy máu và khạc nhổ. Người không quên nói cho chúng biết phần thưởng lớn lao chừng nào đang chờ đợi những ai tin nơi Chúa Giê-xu và trung tín với Ngài đến cùng. Hãy xem chương 39. Ngoài việc cho chung tất cả các thiện nhân thấy những sự kiện ấy, Đức Mẹ còn đặc biệt cho riêng Mariana được biết những điều chưa từng thấy. Ví dụ như, người đã cắt nghĩa cho Maria, hiểu được chừng nào hay chừng nấy, làm sao lại càng cùng hiện hữu hai điều nghịch nhau này, tức là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, như thế mà lại có thể cho phép có hỏa ngục. Người nói, hỏa ngục có và tồn tại là do có những người ghét Thiên Chúa và đã chọn và không muốn rời bỏ quả ngục. Cũng rất thú vị về điều Đức Mẹ nói với Mariana về nơi luyện tội. Người cho cô thấy như có nhiều tầng lớp, cấp thấp nhất dành cho những tội nhân lòng chai dại đá, ở lì trong tội và không muốn cầu nguyện để được giải thoát, còn các tầng cao hơn dành cho những người cầu sinh và mong ước người ta cầu bầu cho mình được giải thoát càng sớm càng tốt. Lời Thích Ca mô tả về luyện ngục cũng rất đáng chú ý. Khoảng không gian ngập trong bóng tối quả là đáng sợ cho những người trần chúng ta. Ai chẳng sợ bóng tối? Vậy cứ thử tưởng tượng xem, những con người sống dằn về hàng năm tháng trong cái không gian tối tăm ấy, cảm thấy gì? Và do đó, lòng khát vọng được giải thoát sẽ mãnh liệt đến như thế nào? Còn chuyện nữa, Đức Chinh Nữ đã nói với một thiện nhân, các con có thể cầu xin không chỉ với những người đã lên thiên đàng, mà còn cả với những người ở nơi luyện tội. Vì với lời cầu xin của họ, họ có thể giúp các con đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Đúng là một cách chứng sống động về điều chúng ta tin xưng trong kinh Tin Kính. Tùy tình các thánh cùng thông công. Như thế, sứ điệp của Đức Chinh Nữ về các sự sao hết của con người cứ được lặp đi lặp lại thường xuyên trong các lần hiện ra của người ở Mễ Du. Nhưng sứ điệp ấy không chỉ liên can đến các thiện nhân. Đức Mẹ đã nói với họ, khác rõ là phải công bố lớn tiếng những gì họ thấy, để tất cả chúng ta nữa không quên lãng những điều ấy. Đức Mẹ tiếc Thiên Chúa đã nói gì với nhân loại từ thở xưa. Hãy nhớ đến giờ chết của con, và con sẽ không còn phạm tội nữa. Thank you.
của Đức Trinh Nữ. Cho những ai theo dõi các biến cố Mễ Du trong vòng 30 tháng qua, từ tháng 6 năm 1981 cho đến tháng 12 năm 1983, đều cảm thấy không dễ dàng gì hiểu được. Các biến cố ấy thường không hợp lý theo cách nhìn nhân loại. Vậy ta cần phải công suy xét mới được. Cái khó hiểu đã lộ ra ngay từ ban đầu. Tại sao một thiếu nữ mới mồ côi mẹ đây lại là người đầu tiên thấy bóng dáng người sáng láng? Tại sao những thiếu nữ ấy vốn chẳng bạo dạn gì hơn những đứa khác, lại là kẻ đầu tiên lên tiếng nói với bóng người sáng láng ấy? Tại sao bóng người sáng láng ấy lại đổi chỗ hiện ra ngay từ ngày thứ hai và ngày thứ ba, lại đổi chỗ lần nữa? Và tại sao ngày thứ bảy người ấy lại hiện ra ở một nơi mà người ta chưa hề hiện ra bao giờ và cũng sẽ không còn hiện ra bao giờ ở đó nữa? Đó là để chứng tỏ cho các đứa trẻ thị nhân ấy và cả cho chúng ta là các cuộc hiện ra của người không tùy thuộc vào nơi chốn, chốn hay là thái độ của các thị nhân. Người đến đâu tùy ý người muốn, không tùy thuộc những ước vọng và mơ tưởng của kẻ trong trời người. Điều này họ lộ ra vào ngày thứ 8, khi người hiện ra với các thị nhân ngay trong xe cảnh sát, đang đưa chúng ra khỏi nơi hiện ra để chúng không thể có mặt ở đó vào đúng giờ đã hẹn. Đức mẹ còn nói với trẻ ấy là người có mặt cả trong 5 ngày, và chúng không thể thấy người hiện đến. Như thế, người đã tỏ cho mọi người biết rằng không ai là kẻ có thể tự hào là thấy người khi người không muốn tỏ mình ra. Nhưng sau đó, có lúc người lại hiện ra nhiều lần trong cùng một ngày. Như thế, người đã cho ta hiểu các cuộc hiện ra của người là hoàn toàn tự do và dưng không, không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì. Đôi khi, Đức Mẹ đến sau khi người ta đã đọc kinh khá lâu, rồi có lúc người lại đến trước các thị nhân và làm dấu dục chúng nhanh chân lên vì người đang đợi chúng ở trong một căn nhà. Vicka đã phải nói 2-3 lần rằng khi chúng còn đến, Đức Bà đã ở đấy rồi. Lại có hôm họ đọc kinh mãi trong nhà xứ mà không như vô ích, và Vicka đã ghi lại: khi chúng con đến phòng mặc áo, chúng con khởi sự nguyên kinh, nhưng Đức Bà không đến. Nhưng chiều đó tôi ghé nhà Gia Cớp, chúng tôi cầu nguyện chung với nhau một chút và Đức Bà đã đến. Trích từ nhật ký của Vicka. Suốt một thời gian dài, những lần Đức Bà đã đến không thể dự đoán trước, tất cả những việc ấy diễn ra như thể người muốn cho biết người đến khi nào người muốn, không tùy thuộc vào ý muốn hay là ước ao của bất cứ ai. Chính cũng vì lý do ấy mà sau một thời gian, người không muốn cứ hiện ra mãi trong nhà thờ ở Mễ Du, nhưng người có phương án riêng của người và thích ứng cách cư xử lạ lùng của người theo ý. Trong những lần hiện ra ngoài trời, người đã khích lệ dân chúng bằng vô số các dấu lạ. Một số người đã thấy cây thập giá trên núi Zizabat sáng chói lên và thấy luồng ánh sáng thường đi kèm việc Đức Mẹ hiện ra. Luồng sáng này hiện tỏ rõ ràng trước mắt những người ban đêm mạo hiểm trên đồi Bopado. Một đêm kia, sau 10 giờ, các thị nhân và những người hiện diện đó đã thấy một cách như trái băng rực sáng xà xuống trên họ. Nhiều người ở tầng trong làng cũng thấy hiện tượng ấy. Nói rộng hơn, tất cả những ai lúc đó đưa mắt nhìn lên đồi
đều thấy hiện tượng đáng kinh ngạc đó. Hãy xem lại chương 18. Nhiều lần, những người dự cuộc hiện ra đã có thể sờ đụng Đức Mẹ. Ngày 3 tháng 11 năm 1981, Đức Trinh Nữ đã bao phủ trong vầng hào quang sáng láng, chạm đến từng người có mặt ở đó, rồi người đã chào và chúc lành cho mọi người. Một đôi khi, căn phòng nơi diễn ra cuộc hiện đến của Đức Mẹ được tràn ngập ánh sáng. Nhiều dịp khác, lúc Đức Mẹ hiện ra, người ta được thấy những dấu lạ này, thập giá, trái tim và mặt trời. Người ta còn thấy những chữ lớn bằng vàng hợp thành chữ MIR là hòa bình, được viết trên không trung ở Mễ Du. Thời gian những lần hiện ra không thể biết trước là bao lâu, từ 2 đến 40 phút. Vào cuối tháng 10 năm 1981 là thời gian khó khăn do nhà cầm quyền xây ra. Đức Mẹ đã tăng cường những dấu hiệu của sự hiện diện người. Người đã hiện đến gần cây thập giá bê tông khổng lồ trên đồi Gizabat nhiều ngày liên tiếp. Mọi người có mặt tại chỗ hay từ xa nhìn lên đó đều có thể thấy. Các thị nhân hỏi người, có phải Đức Bà đấy không? Các con không thấy đó là ta sao? Hỡi các thiên thần của ta, Mẹ đáp. Tất cả những chuyện đó đã đánh thức đức tin của dân chúng và đấng đã trao ban Mẹ Ngài làm mẹ các tội nhân mà Ngài suốt muốn ban ơn tha thứ và hạnh phúc. Cũng một kiểu bất hợp pháp lý và không thể lường trước. Như thế mà Đức Trinh Nữ đã chọn các thị nhân, người đã tập hợp những thiếu niên nam nữ từ các nơi xa như là Sarajevo, Mostar, Bijakovski thành một nhóm. Chúng rất khác nhau bởi tuổi đời, bởi tính tình hay là bởi năng khiếu tinh thần, khiến chúng vừa va chạm nhau, vừa bổ khuyết cho nhau. Cuối cùng, Đức Mẹ đã chọn đứa lớn nhất và nhỏ nhất đám thị nhân là Vicca và Jacob để làm cộng tác viên của chứng nhân thường xuyên của người ở tại ngay nơi hiện ra. Cái chiến lược đó của Đức Trinh Nữ được bộc lộ rõ một cách đặc biệt vào thời kỳ trước những lần hiện ra trong nhà thờ, nghĩa là vào hạ tuần tháng Giêng năm 1982. Tóm lại, tất cả những chuyện nói trên chỉ là để phục vụ một chủ đích, để Đức Trinh Nữ được nhìn nhận, để lời của người nói nhân danh con cực thánh người được người đón nghe và để lòng thương xót của Chúa Kitô giải thoát nhân loại. Cho để làm chứng về cuộc hiện ra của người tại Mễ Du,
thì về phía loài người, một trong những bằng chứng làm cho cuộc hiện ra ở Mễ Du được nhìn nhận là xác thực, đó là các người hành hương. Từ những ngày đầu, họ không ngừng tuôn đến như một dòng sông không hề cạn. Ngay ngày thứ 4, dòng sông ấy tiếp tục dâng cao, càng ngày càng chia ra nhiều nhánh. Không có lục địa nào không được Đức Mẹ mời gọi, và ai có thể cắt nghĩa được về các đoàn lũ lượt người đàn ông, đàn bà ấy. Thật là đủ mọi hạng người, mọi bậc thang xã hội, bệnh tật có, nghèo đói có, cả những nhà bác học thông thái tên tuổi. Đến nay, con số người đến Mễ Du ấy đã lên tới hàng mấy chục triệu. Cái khối người mênh mông đủ mọi màu sắc ấy quả thật là tiêu biểu cho cả nhân loại. Chỉ có một lời giải thích, Thiên Chúa muốn như vậy. Không phải việc loại người làm được. Ở Mễ Du, thấy diễn ra một tình huynh đệ rất lạ lùng. Người ta ai ai cũng cảm thấy như ở nhà mình, và mọi người đều là anh chị em chí cốt. Người ta tiếp đón nhau và thông cảm lẫn nhau, mặc dù khác ngôn ngữ, màu da, nước tóc, cùng nhau ca hát, vang lừng, trong ánh mắt thiện cảm chiều mến. Những đợt sóng người hành hương cứ tiếp tục xô đến không ngớt và mang nhiều bộ mặt khác nhau, từ những đám người đi bộ, có khi còn đi chân không, cho đến những chuỗi dài xe hơi và xe ca, tất cả họ đều sốt sắng, vừa đọc kinh cầu nguyện, vừa ca hát vang dậy, như một làn sóng vui tươi, lân lan, sang người khác, có những người trẻ và người không còn trẻ, có những người râu ria sồn soàng, coi tưởng như là tên côn đồ, lục lâm thảo khấu, ấy thế mà cầu nguyện rất sốt sắng và tươi cười dễ thương với những khách hành hương không quen biết, mà họ mới chỉ gặp lần đầu tiên nơi đây và có lẽ sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại. Nhưng lời cầu nguyện và nụ cười kia là dấu nhận ra nhau. Chính vì vậy mà trong cuộc hành trình của họ không hề xảy ra tranh chấp, cái cọ hay ấu đá. Có lần người ta đã chứng kiến 2.000 xe hơi, xe ca kẹt cứng trong các đường nhỏ hẹp của làng Mễ Du. Thế mà chẳng ai sinh sự, chẳng ai bỡ ngỡ, vì những phiền toán không thể tránh được ấy. Trái lại, tất cả đều thấy ở đấy có một dấu hiệu của sự hòa giải vang lên từ lời kêu gọi của Đức Mẹ Mễ Du. Mà Mễ Du đâu có chỉ kéo đến đó như ông Thánh, bà Thánh. Có cả những kẻ ích kỷ, trục lợi, kêu hãnh, hẫm mình, những kẻ dèm pha, chống đối, với quan niệm và ý thức hệ hoàn toàn đối nghịch nhau, khác tôn giáo nhau, Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Phô thần. Cả những kẻ bất khả, lộng ngôn, kẻ chơi bời, tráng váng. Thế mà, khi ra về, hầu hết đều đã biến đổi thành con người khác hẳn. Ngay từ hồi đầu các cuộc hiện ra, hàng trăm linh mục đã được mời tới ngồi tòa xá giải để đón nhận họ để làm hòa với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Các vị này sẵn sàng xác nhận điều đó nói trên. Quả thật, Mễ Du là nơi hòa giải mọi người, người ta không đến đây để du lịch, thưởng ngoạn, không đến đây để ăn chơi, chẳng có gì của tất cả những cái đó nơi các làng nhỏ bé, nghèo nàn Mễ Du này cả. Người ta tới đây cả chục triệu người để tìm một linh địa, vì chuyện tâm linh, vì những nhu cầu phi vật chất. Họ tới tìm giải tỏa cho những khắc khoải tâm hồn, tìm phương thuốc cho những đau đớn, thất vọng, bệnh hoạn. Nói tóm, tìm một hy vọng. Rất hy
người từ mấy du về mà thất vọng, hoặc không mang lấy một dấu ấn gì sâu đậm. Nói trắng ra, có thể nói 90% người đến mê du đều ăn năn hối cải trở về với Thiên Chúa. Không những thế, khi về đến quê nhà, hầu hết đều trở nên những người nhiệt thành truyền bá sứ điệp của Đức Mẹ Mê Du cho các người xung quanh. Và tất cả những điều thuật trên đã được kéo dài như thế cho đến nay là 23 năm dòng giả từ năm 1981 đến nay là 2004. Đúng như lời Kinh Thánh ghi lại, lời ông Gamaliel, một giáo sĩ bậc cao của đạo Do Thái, đứng trước hiện tượng đạo mới của ông tiên tri Giê-xu do các môn đồ ngài rao giảng: "Thưa các vị đồng lưu của tôi, nếu công việc này là do người phàm, tất sẽ bị tan rã, còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì quý vị không tài nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại trở thành kẻ chống đối Thiên Chúa. Còn đối với những tín hữu, đây chính là bằng chứng căn bản về sự hiện diện của Đức Trinh Nữ và của Thiên Chúa, vì Mê Du chưa bao giờ là một thắng cảnh cho du lịch. Người ta không đến Mê Du để tham quan các cảnh đẹp thiên nhiên hay những đền đài nguy nga, lộng lẫy do tay con người tạo lên. Chẳng có gì của những cái như thế ở đây cả, vì đây chỉ là một xó nhà quê hẻo lánh, nghèo nàn, đến nỗi nước lã cũng còn khan hiếm, chẳng có khách sạn 4-5 sao, chẳng có đến nỗi một chút tiện nghi tối thiểu đối với những người quen sống sung túc thời đại nay. Không bao giờ. Trước nhà thờ hay trong các làng xóm xung quanh, người ta bán một chén nước lã, nhưng những người hành hương sẵn sàng chấp nhận tất cả, nhất là mùa hè. Có lúc hàng chục, hàng trăm ngàn khách hành hương vẫn điềm nhiên ca hát và cầu nguyện, hết sức sốt sắng. Giờ này sang giờ khác, dưới cái nắng của mặt trời đỏ lửa, chứng tá của họ nói lên hùng hồn hơn hàng trăm lời công bố được chữa lành. Nhiều khi, những người đến Mê Du 3-4 hoặc cả chục lần mà chính họ không biết cái gì đã thúc đẩy họ đến đi đến lại đó. Chắc chắn không phải do lòng tin, vì nhiều người đã mất đức tin từ khuya rồi. Người ta lũ lượt đến đó vì nhu cầu tâm linh, người ta đến đó để tìm phương dược cho cái thất vọng, cho sự chán ngấy cuộc đời bầy hầy tội lỗi, cho các bệnh tật đủ loại, chỉ mong tìm lại một hy vọng, cho các khổ đau, các yếu đuối, các hy vọng, các sợ hãi, các nỗi khốn khổ, các khắc hoạn. Đến Mê Du, có nhiều nhìn thấy chính mình là thế nào, như thể nhìn vào trong một tấm gương, họ khám phá ra cội nguồn của mình, suy nghĩ về tính nết mình, về ý nghĩa cuộc đời. Họ sẽ thấy từ trước đến nay, họ chưa thật là họ, chưa phải là con người đáng lẽ ra phải là. Và những gì họ làm không đem lại lợi ích cho con người họ, trái lại chống lại con người của họ, phá hủy con người của họ. Họ thấy sự thiện và chấp nhận, nhưng họ lại làm điều xấu. Họ ghét sự dữ, nhưng họ lại làm sự dữ không thể dừng được. Họ chống lại bạo lực, nhưng họ lại làm một việc bạo lực lớn hơn. Họ chiến đấu cho tự do, nhưng họ lại gây nên những hình thức nô lệ còn nguy hiểm hơn. Chẳng hạn những việc buôn bán phụ nữ và trẻ em vào đường dây nô lệ tình dục, những việc buôn bán ma túy làm bao người trẻ nô lệ nàng tiên trắng và chết. Ở Mê Du, người ta ý thức được sự nhỏ bé và khốn nạn của mình, để mở lòng ra đón sự sung mãn và hạnh phúc thật sự từ thế.
Thiên Chúa đến Mễ Dương, họ mới thấy nhu cầu lớn nhất và sâu thẳm của con người không phải là vật chất, tiện nghi, song khao khát các giá trị phi vật chất. Cái khao khát ấy thúc đẩy họ tìm, và nỗi hy vọng đã đưa họ đến Mễ Dương. Làm cuộc hành hương đến Mễ Dương là một cuộc hành hương đến sự thật, vốn có khả năng giải thoát họ. Con người có một nhu cầu căn bản, được yêu thương. Nếu họ không được ai mang họ trong tim, họ không thấy đời sống có ý nghĩa gì. Và cũng vậy, nếu chính họ không mang ai trong tim mình, kẻ được yêu, thấy đầy tin tưởng nơi mình và nơi cuộc sống, các người đến Mễ Dương cảm nhận họ được yêu mến. Được yêu mến bởi ai đó mà họ nghe đồn là đã hiện ra tại Mễ Dương, rồi cũng được yêu mến bởi những người xung quanh cùng đến đó. Bởi những người đón tiếp họ khắp mọi ngã đường, bởi các người ở trong nhà thờ, bởi các việc phục vụ nhà thờ và các dịch vụ khác, bởi những người mà họ mới làm quen, ngay cả những người tội lỗi thâm niên và chai lì nhất cũng khám phá ra được ở đó có tình yêu, bác ái, huynh đệ, và bắt đầu ra khỏi cái kén cô độc mà họ của mình trong đó để chia sẻ tình thương với người khác. Mễ Dương. Mễ Dương là quả thật là một cuộc gặp gỡ phi thường trong tình yêu. Tình yêu xóa hết mọi khác biệt giữa người với người. Ở đó được thể hiện rõ rệt hơn nơi nào khác. Lời Thánh Phaolô. Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn đàn ông hay đàn bà, vì tất cả anh em chỉ là một trong Đức Giêsu Kitô. Mễ Dương đã trở lại cho con người một niềm hy vọng mênh mông về sự sống ở giữa nền văn minh của sự chết này. Chữ này là do của Đức Giáo Chủ Gioan Phaolô đề nghị. Ở giữa một thế giới mà biết ba bà mẹ đang tâm giết chính con ruột mình còn đang nằm trong bụng, ở giữa một thế giới mà các gia đình đã trở thành hoang tàn lạnh lẽo, và các người vợ, người chồng hay cha mẹ đã trở nên kẻ thù của nhau, khiến cho tổ ấm trở thành địa ngục, đẩy con cái ra đường để chúng lang thang, phất phưởng, làm mồi cho những lôi cuốn đi vào những con đường tội lỗi, phạm pháp, hủy diệt tương lai và hạnh phúc chúng, mà các hệ thống chính trị công khai đối địch nhau và chống lại Thiên Chúa, mà các thế lực hắc ám thù nghịch tổ chức các cuộc khủng bố tàn bạo dã man, mất hết tính người như chưa từng thấy trong lịch sử của hành tinh này, vân vân và vân vân. Quả thật theo viễn tượng nhân loại, đây là hồi cuối cùng của một thời đại, và Đức Mẹ Chúa Trời đã đến và lên tiếng kêu gọi loại người thức tỉnh và trở về với Thiên Chúa và làm hòa với anh chị em mình, để thế giới được hưởng bình an và thịnh vượng. Bình an mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho nhân loại.